thì đi đi. Giao thông cái gì trời ơi, giao thông mày đi rầm rầm giao thông. Gần nhà chị á. Cái này em đi cái qua trường của thi nha, qua là cái chỗ chị là em phải vòng lên ra on em mới vòng xuống thì sẽ tới cái ngã ba đó trước, ngã ba đầu trước rồi mới tới hẻm chị sao, mới vừa quẹo vô tí xíu bỏ mấy quán nước phía phải, bỏ qua chừng 3-4 căn gì đó có nhà đất Hưng Phát là thấy của ông mà gọi cho chú. Em đi vòng qua on nó cái cua đó rồi gọi là thấy cái ngã ba là tới. Đúng rồi, đúng rồi. Hello mấy anh chị nha, chào, xin chào mấy anh chị, xin chào các anh chị. Hôm nay em live tiếp nha mấy anh chị. Em live tiếp mong được mấy anh chị ủng hộ nha. Quên đốt nhang bịa rồi. Đốt nhang bịa anh chị. Đốt mở một đứa hút đây. Quên rồi. Em hứa cái sân Thủy Tiên giờ lên nha. Chứ để thất hứa mấy anh chị từ hồi sáng giờ lên sân Thủy Tiên quà khủng nha. Trời ơi, tặng cái quà này là mắc trời ông đĩa luôn á. Quà này mắc trời ông đĩa luôn á chị, thiệt luôn á. Ai xem ai may mắn nha, chia sẻ giúp em với nha. Chia sẻ giùm em với nhiều xíu nha. Có được 200 anh chị không? Ước gì được 200 anh chị chia sẻ nhiều nha. Em tặng cái quà này luôn. Sơn Thủy Tiên khủng. Khủng. Hello anh Bảo. Chậu thế này. Giá rất là mềm anh chị, chậu anh chị đoán có bao nhiêu, rất là mềm sơn Thủy Tiên. Cái này về làm bông nha mấy chị, kích bông rất dễ, rất là dễ, sưng u hết rồi, sưng mắt hết rồi. Còn anh chị mà bôi hay là bơm gì đó nó cũng ra bông được nữa nha. Nó nhiều, muốn nhiều hơn nữa thì bôi bơm nó nha, nhiều nha. Hello chị, anh chào anh Tị Duyên, chào hết mấy anh chị. Xin chào chị Vi Tường, chào chị Trần, chào hết mấy anh chị, chào Ngọc Linh, chào chị Lê Nhớ. Em lên quà game nha anh chị, chia sẻ giùm em có được 200 view anh chị, tặng cái quà này khủng quá. Khủng quá mấy anh chị, thiệt khủng lắm luôn á. Tính tặng quà gì nhỏ nhỏ mà do ok, tặng luôn mấy chị cái này. Nhớ chia em được 200 người chia sẻ đi, chia nha. 200 lượt view đi em tặng này. Chia sẻ giúp em nha, nhớ chia sẻ nha. Quà này mà anh chị trúng á là ngủ không được luôn nha. Mà trúng mà gọi tên mà không chia sẻ nữa ha là thức cả tuần lễ khỏi ngủ luôn nha. Chào chị Thảo, hello. Chào chị Thanh, hello chị Thảo, chào chị Thanh Hằng Nguyễn. Chúc anh chị thật buổi tối được nhiều niềm vui nha. Cảm ơn chị Tư Hùng, chúc chị Tư Hùng nhiều niềm vui nè. Hôm nay có trúng không, có gọi tên không, đừng có lướt qua đời nhau, hôm nay mình sẽ gặp nhau, hy vọng vậy nha chị Tư Hùng. Này, quà game nha mấy anh chị. Kéo giúp em khoảng 200 người coi đó anh chị, 200 người coi thôi. Em xin nhẹ nhỏ 200 không biết được hay không. Quà nha, quà khủng nha. Chậu này giá em đưa ra với anh chị là giá 290.000, quà game trị giá 290.000 cho cái livestream tối nay nha. Rất là nhiều dòng lan, em sẽ bán lên một số dòng lan mới. Bây giờ là 8 giờ rưỡi chứ khoảng tầm 10 giờ là 8 rưỡi 9 rưỡi, 10 giờ 10 đến 10 rưỡi là em sẽ lên hàng sale cho mấy chị nha. Có những combo giá mềm xèo luôn. Sơn Thủy Tiên, chị Tiên Lê ơi, hello chị Tiên Lê. Chia sẻ giúp em nha, chia sẻ công khai nha. Nhớ nha, chia sẻ mà gọi tên mà không có gọi trúng tên mình mà lại không chia sẻ là em nói anh chị thức một tuần lễ không ngủ được luôn. Cái vào game này nha, quà game này nha, rất là xịn sò luôn nha. Lâu lắm rồi một cái quà game trị giá rất là lớn như thế này nha anh chị. Đó, 290.000 cho chậu Sơn Thủy Tiên như thế này nha. Hàng rất là đẹp anh chị, một lùm có rất là nhiều thân ở trong này nha. Quà tặng nha, rất là xịn luôn. Sơn Thủy Tiên em hứa từ sáng trưa cũng chưa lên, thôi tối lên thẳng luôn lên luôn cho mấy chị. Hứa từ sáng rồi dòng lan rừng nha mấy chị, dòng lan rừng nha. Có một ít cái em về một số cái long tu với lại nhà hạt Pháp
Tại vì nhiều anh chị cũng hỏi hôm trước về thử anh chị, về thử mười mấy bản. Rồi anh chị có dặn thêm, em có về thêm một số cái giá hạt Pháp với lại Long Tu cũng giá mềm cho chị Thanh Hằng Nguyễn. Cảm ơn chị Thanh Hằng Nguyễn, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Em thì không có nói nhanh như bé Yến, cho nên là anh chị cứ trầm trầm đều đều. Chị nhớ đừng có ngủ gục nha, coi em like đừng ngủ gục buồn lắm nha. Đây, quà game nha. Trà này chị giá 290 ngàn. Nghe thế này, em bán để giá rất là mềm, nếu anh chị lướt hay người ta bán rất là đắt đó chị. Giá này còn thu giá sỉ nữa nha ha. Nguồn hàng rất là mềm, cho nên là em cũng chia sẻ anh chị lại giá mềm. Cậu thế này có 290 ngàn, được 150 mấy anh chị rồi kìa. Giờ nhiều xíu cái em quay game nha. Quay game nha mấy anh chị. Nhớ chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ công khai trên dòng thời gian nha anh chị. Chia sẻ nha. Chia sẻ để nhận quà nha. Quà game, quà game. Em cho anh chị coi mặt bông của Sơn Thủy Tiên trước đã. Nhà em cho anh chị coi cái mặt bông của Sơn Thủy Tiên. Nó đẹp. Đây, mặt bông. Nhìn rồi ngủ không được luôn nha. Đó. Cái này là bụi ít thân á chị. Bụi này nó còn nó chừng phân nửa cái bụi em đang cầm á chị. Nó chỉ bằng phân nửa cái bụi em cầm thôi mà nó ra bông như thế này. Đây. Nha. Đây mặt bông của Sơn Thủy Tiên nha anh chị. Cái chị nó cái bụi này thì có thể là bằng cái bụi em ba cầm. Mà cái bụi này chỉ bằng phân nửa cái bụi em cầm thôi nha. Bông của Sơn Thủy Tiên. Người ta ghép thành cái những cái bản trụ như thế này đó. Đó, vô cái chậu như thế này anh chị, rất là đẹp, cái nở bung như vậy nè. Anh chị muốn bao nhiêu vòi anh chị cứ bơm, cứ tiêm, có giờ nhiều kích bông, cất vòi rất là dễ nha mấy anh chị. Đặc biệt là những dòng này anh chị thử tiêm cái kích kiwi đỏ sẽ ra rất là nhiều vòi bông nha, tiêm trực tiếp vào thân nha. Nó sẽ ra rất là nhiều vòi bông. Mặt bông đó anh chị nhìn cái chậu cái cỡ trước đây của em thôi, nhưng mà khi mà nó ra vòi nó như thế này, mùa bông nó mùa bông Tết này nha, mùa bông Tết anh chị, mặt bông. Rồi tặng chậu này nghe, gần được 170 mấy rồi, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều, rất rất nhiều luôn nha, gần được 200 rồi. Tặng quà này nha em, hôm nay em có rất là nhiều dòng, có cả chuỗi ngọc nha mấy anh chị. Chuỗi ngọc hồi sáng em lên được một ít, còn chuỗi ngọc nữa, chuỗi ngọc hàng rừng luôn nha, với ngọc điểm hàng ký. Ăn nửa ký có 200 ngàn mà chị, một cả 8 cây cho đến 10 cây có 200 ngàn thôi. Có Long Tu, có giá hạt Pháp, em mỗi cái về ít 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 cho mấy chị mà yêu thích hàng rừng. Nếu đã chơi lan thì cũng phải sắm sửa cho mình một giò giá hạt nha chị, để cho có sổ với người ta. Cái người ta hồng hồng màu đen phải không chị? Sao Thủy Tiên nó có là họng màu vàng á chị anh chị. Đối với nhà vườn báo em nói là cái họng màu vàng thì nó có thể là có biến thể tí xíu, nó có thể là hơi họng hơi tím tím hoặc là đen đen, còn hoặc là màu nâu nâu á anh chị, hoặc là họng vàng nha. Nó là có nhiều cái biến thể, chung quy nó trong đó nó là màu vàng nha. Chào chị Thanh Hằng Nguyễn, chào chị Tiên Lê, chào anh Vũ Lâm Trần. Bụi như thế này 290 ngàn nha anh chị, có khoảng 20 mấy bụi thôi, 20 mấy tụi em về mẫu thử, nếu mà hợp duyên thì mới về thêm. Thực ra là 20 mấy này cũng lấn sân bên hàng rừng mấy anh chị, lấn sân là lấn qua hàng rừng á, cho nên là rất là đẹp. Chậu như thế này rất là đẹp anh chị, nhìn đẹp chưa, một lùm luôn. Cái này là này nó thấp xuống dưới do cái nó cao trồng thụp xuống dưới đây nè anh chị, thụp xuống cỡ lần hai lóng tay luôn, nó xuống tới đây nè mấy anh chị. Cái này nó mới trồng có nửa chậu xuống, thụt xuống dưới đây. Nếu mà chị lôi nó ra thì nó cao chứ không phải thấp nha, lôi nó cao chứ không phải thấp nha. Ôi được 200 mấy anh chị rồi, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Rồi em quay game nha, được 200 mà, cảm ơn mấy anh chị rất rất nhiều. Rồi em quay rồi, đúng như Hằng mơ ước rồi. Có Hồng Thiên Cung, Hồ Thông Kim chưa có. Dạ thật ra em cũng học, em mới gọi hỏi nhà vườn hỏi làm sao phân biệt thì họ trả lời là cũng giống nhau, chỉ có khác xíu về cái họng của nó thôi. Được 300 mấy anh lị lượt chia sẻ nha, 325. Em không có chuyên, đó là đúng ra là không có chuyên về cái này. Chị hỏi dendro em rất rành, nhưng mà về cái dòng lan rừng rồi em phải đi học hỏi với anh chị rất là nhiều. Anh chị có nhiều kinh nghiệm chị chia sẻ giúp em nhé, để em học hỏi thêm. Rừng gọi là mù tịch luôn á,
có những cách làm bông hay anh chị có thể chia sẻ lên giúp em để em có thêm nhiều kinh nghiệm để chia sẻ đến với nhiều anh chị biết thêm ha. Chào chị Tuyết Nhung. Quay coi ai may mắn nha mấy anh chị. Chào anh Mười Xị. Nay được đủ mùi xị chưa? Hai mới chín xị à? Lúc đầu em đặt em là chị mũi xí. Xong một bữa anh nói anh gọi điện anh xưng là mùi xị. Em mới biết anh làm là phải mùi xị mới xỉn. Ai mà gọi tên cái chắc giật mình mà khỏi ngủ luôn quá anh chị. Và game nha, đang bắt đầu chậm dần dần rồi lướt qua đời nhau rồi chị Thảo ơi. Ai đây rồi lướt chị Hiền Hòa luôn rồi chị Thanh Thanh. Rồi chị Thanh Thanh của em mà Lào Cai, chị Thanh Thanh. Trời ơi. Thanh ơi, Thanh ơi, đặng quà chị Thanh ơi. Chị Thanh. Trời, chúc mừng chị Thanh nha, chị Thanh có là có giùm em chị Thanh ơi. Có lẽ đi chị Thanh ơi. Khách ở Lào Cai chị. Chị Thanh Thanh. Chậu thế này 290.000, em bắt đầu đếm từ 1 đến 10 chị Thanh ơi, có là có giùm em nha. 1 cho chị Thanh Thanh ạ. 2 cho chị Thanh Thanh. 3 chị Thanh Thanh ạ. Đã mất tiêu rồi. 4 cho chị Thanh Thanh. 5 chị Thanh Thanh ạ. Đã gọi tên mà bà không lên tiếng rồi là ngủ không được quá chị Thanh ơi. 5 chị Thanh Thanh ạ. Em sạch được có chị không? 6 cho chị Thanh Thanh. Thanh Thanh ơi. 7 cho chị Thanh Thanh. Chị đi khám rồi. Bà đi khám rồi. Mấy rồi? 8 cho chị Thanh Thanh. Trời ơi Thanh ơi, Thanh ơi. Sạch không có ơi. 9 cho chị Thanh Thanh ạ. Thanh ơi, Thanh ơi. 10 cho chị Thanh Thanh. Trời ơi. 10 lần thứ nhất. Thấy rồi hả? May quá nè. Thanh có rồi. Đưa cái comment cho chị. Yeah, em bấm trả lời. Có comment đưa cho chị coi cái comment. Có rồi nha chị ơi. Em cũng mong chị nhận. Có rồi nha, nhưng mà để coi chị có chia sẻ không. Đây nha, chị mới comment có luôn. Có bây giờ nha. Có nha. Rồi trời ơi. Đây Thanh Thanh. Em bấm trả lời đi. Em bấm mà vô trả lời tin nhắn đó. Em coi chị có chia sẻ không. Để chị bấm trả lời. Có nha, có. Hello. Có rồi. Cảm ơn mấy chị. Để em coi chị Thanh có chia sẻ không. Chị Thanh bấm comment lên nhiều cho nó hiện lên giùm em với. Quà VIP quá trời mà chị. Có rồi mấy chị. Có rồi mấy chị. Em cũng mong chị nhận quà. Cách này chị mua lâu lắm rồi mà chưa trúng quà bên em á. Rồi nghe chị ơi. Ok. Rồi chia sẻ 11 phút trước luôn. Hợp lệ nha mấy chị. Trời ơi, mừng quá chị Thanh. Đây, chị Thanh Thanh. Chia sẻ chị Thanh Hồ Chí Minh, chứ không phải là chị Thanh ở Lào Cai, chị Thanh Hồ Chí Minh nè, Thanh Thanh nè, khách VIP luôn. Trời ơi, bả mua gì tùm lum đây nè. Đây, chia sẻ 11 phút trước nha, hợp lệ. Úp ráp luôn hả chị Thanh. Rồi, em tặng quà nha. Ý nghỉ 3 ngày mấy chị, em về quê rồi. Nghỉ 3 ngày nha. Cho lên cái sọt giùm chị. 290.000 em báo giá anh chị là 290.000 một chậu như thế này anh chị, về làm bông Tết anh chị. Về làm bông luôn được anh chị ha. Đợi em nó bị đơ cái máy rồi. 200 chào tặng cho chị Thanh Thanh nha. Cảm ơn chị nha. Em lên cây khác 290.000 lấy giùm chị. Không phải cái đó chủ nhập. 290.000 một chậu anh chị, có khoảng còn 29 chậu thôi. Anh chị nào có chốt thì em nha. Rồi em tặng cho hợp lệ rồi nha anh chị. Đây,
chậu như thế này là 290.000 nha anh chị. Cái này do trồng thấp nha anh chị, lôi ra thì nó còn cao lên nữa, 290.000 đồng giá một chậu như thế này nha, 290.000. Thương Nga đang em chưa có nha mấy chị. Thương Nga đang chưa có một lùm như thế này. Để em mở ra em lôi cho mấy chị coi nó cao chứ không có thấp như thế này đâu, tại vì nhà vườn người ta trồng thấp á. À, 290.000 nha anh chị, về lấy thêm. Nếu mà để như vậy nó tự ra bông, nhưng mà chị muốn cho ra bông nhiều á thì mình sẽ dùng kích nó bằng kích kiwi đỏ bơm ha. Đây em lôi thử một chậu anh chị cho là nó tuốt ở dưới, anh chị nhét bao nhiêu là báo ở trong này để cho nó vận chuyển. Nó ở dưới đây là người ta để một lớp xốp nha, một lớp xốp anh chị, để cho nó thoáng dưới đây nè. Rồi người ta để này là trồng bằng than rồi mấy anh chị, trồng than rồi nha, trồng than 290.000 đồng giá nha, trồng than rồi nha, trồng than nó thục, nó tuốt ở bên trong nè mấy chị, còn cả gan nữa nha, cho nên là tính ra cái cây nếu mà lôi lên đây là nó cao anh chị chứ không có thấp như vậy đâu nha, cao 290.000 đồng giá nha. Em bắt đầu chốt đơn nha, 290.000 một chậu thôi, giá em có khoảng 20, còn 29 chậu anh chị, em về có đúng 30 chậu thôi. À, chị Phương Dương một chậu, An Giang chị đi xe nha anh, An Giang chưa gửi riêng ti được. Phương Dương một chậu 290.000 à. Chị Hiền hả, Cà Mau gửi được rồi nha chị gì Thiên Kim, nhắn cho chị Thiên Kim biết là chị Cà Mau chị muốn mua dữ lắm mà chưa đi được. Chị Hiền Trang, Hiền Trang một chậu 290.000, như nhau anh chị, 9-10 chứ không có rớt hàng 8 anh chị, hàng tiễn mà, hàng tiễn nha, 290.000 thôi. Bà Liễu, chị Ngân Kim, chờ xíu em cho chị Ngân Kim coi nha. Anh Linh bỏ một chậu 290.000 thôi mấy chị, 290.000 cho một cái chậu như thế này, 290.000 cho anh Linh Võ, Linh Võ số 61. Em cảm ơn anh Linh Võ, 290.000 thôi mấy chị. À, vàng mai xưa hả, hiện tại thì em chưa có nha, hôm nay không có bạc mai xưa, 290.000 cho chậu thế này anh chị ơi, một lùm luôn nha. Chị Dung Nguyễn, chị Nấm Hương Dung Nguyễn là chị Nấm Hương một chậu 290.000 nha. Em chốt cho chị Nấm Hương, chị Dung Nguyễn một chậu. Dung Nguyễn số nếu phải chị cầm anh bị khóa nít rồi. Chị Long Quả Hồng một chậu đẹp lùm luôn, một chị Long Quả Hồng một chậu, chị Long Quả Hồng gửi xe số 51. À, em đang bán là Sơn Thủy Tiên á chị Hoa Xì Trâm, hồi trưa chị hỏi mà em chưa kịp lên nè, chưa kịp hỏi mà còn có khoảng nãy giờ mấy chậu rồi, còn 21-22 chậu gì thôi nha, một chậu cho chị Long Quả Hồng rồi đúng không? Rồi Hồ Điệp Đại em chỉ có màu vàng, đó là hàng hàng hai vội thôi. Chào cô Hương, con chào cô Hương, hello chị Ngọc Liên. Chốt một chậu cho chị Hoa Xì Trâm nè, chốt một chậu 290.000 anh chị, đồng giá. Chị Su Su một chậu lùm rất là đẹp anh chị, lùm cái hàng này anh chị, nó giá nó bằng thua cái giá người ta nhập vô nữa anh chị, giá sỉ để đi theo cái nguồn của nó, nên là em bán giá sát luôn rồi, nó sát giường luôn rồi anh chị nha. Một chậu chị Su Su rồi phải không? À, chưa, đây chị Su Su đây một chậu ạ. À, em cảm ơn chị Su Su. Còn mười mấy chậu nữa thôi nha anh chị, anh chị nào có chốt thì tranh thủ chốt những cái thân như anh chị về làm bông ha. À, em thì không có chuyên nên chia sẻ cái cách của em, còn anh chị có những cách hay thì anh chị có thể chia sẻ thêm ha. Ví dụ như là mình muốn trước khi mình tiêm hoặc mình bôi thì mình sẽ phun ít nhất một lần hai lần 6-30-30 để cho có kali, để cho nó có lần kali trong này, xong một là mình bôi, hai là mình sẽ tiêm ha anh chị, tiêm thì nó sẽ ra bông trên cái dưới thân như thế này nha. À, hôm trước là bên em tiêm đi cây kiều, còn thân này nó hơi cứng một tí, anh chị phải khoan nó tí xíu nha, thì nó sẽ ra vỏ bông được hết, khoan là làm được hết nha, là rất là dễ ra làm bông luôn nha. À, 290.000 chậu chị Thu Hương. Chị Trương Ngọc Liên một chậu, một chị Trương Ngọc Liên một chậu. Lấy chị lấy thân cao hả? Ok chị, lấy chị mình lấy thân cao, em lấy thân cao cho, có thân cao luôn, thích thân cao em lấy thân cao. Chị Trương Ngọc Liên một chậu có thân cao cho chị Trương Ngọc Liên nè, có thân cao. Cà Mau đi được rồi chị Thiên Kim nha, đi xe nha, trên nhà xe nhận được rồi, hồi chiều mấy bạn gửi rồi, được rồi chị Thiên Kim.
Mấy hôm trước chị chốt hai chậu thượng bùm xuống giá 500 mà sao không thấy điện vậy? Bộ không giao được Cần Thơ hả chị? Chị Hứa Thảo. Chị nhắn tin lại giùm em có một số đơn không giao được đó chị Thảo. Một số đơn không giao được. Hồi trưa chị có nhắn tin inbox rồi, hồi chiều không coi được like, chị đặt thêm hai một chậu đay trâu. Một chuỗi ngọc gặp đơn hai cài hạt đỉnh hồi sáng đã chốt nha. Ok chị, ghi chữ cho chị Nguyễn Lệ. Ok chị. Chuỗi ngọc mà hồi trưa là bán nhiêu quên bà rồi. 230.000 một chậu. Chuỗi ngọc 230.000 một chậu luôn nha. Lấy cái cây đó cho chị luôn nè, để chị lên chị coi. Cây này 290.000 nha, 290.000 một chậu như thế này anh chị. Một lùm luôn. Cái này là do người ta trồng thấp á anh chị. Xuống tới đây nè anh chị, lôi nó lên thì thân nó cao chứ không có ngắn như vậy anh chị. Do trồng thấp. Một chậu chuỗi ngọc cho chị Lệ nè. Còn đai châu ngọc điểm là 250.000 một cây. Chuỗi ngọc là 230.000 một chậu cho chị Nguyễn Lệ nha, 230.000. Em cho anh chị vô sau coi mặt bông của Trần Thủy Tiên. Này. Em lấy mặt bông cho anh chị coi nha. Đây. Mặt bông Trần Thủy Tiên. Đây. Mặt bông của nó nha. Đó, ghép như này nè anh chị. Tới mùa nó rụng lá rồi nó ra ra bông cho mình nha. Đây, một cái bảng này nó bằng phân nửa cái chậu của bên em thôi. Một bảng như này bằng phân nửa chậu em, 290.000, còn khoảng 11, 12 chậu nữa hết rồi. Anh chị nào có chốt thì tranh thủ chốt nha. Giá em về là năm nay lấn sân qua hàng rừng xíu anh chị, sân Thủy Tiên nha. Này. Chị Thanh Thanh gửi về An Giang hả? Coi chị không biết An Giang gửi được không nha. Ok chị. Đây, mặt bông nha. Rồi, em lên cây cho anh chị coi. 290.000 đồng giá nha. 290.000, tối nay rất là nhiều dòng lan cho mình nha. Hàng lạp với Sơn Thủy Tiên là một. Nếu mà cái nhà vườn trả lời em vậy, thực ra em không có chuyên về nó với chị. Nếu chị hỏi em cũng thua luôn á. Thực sự là em cũng nói là đọc trên Google thì nó ra là hai cái họng nó khác nhau. Em hỏi nhà vườn thì nhà vườn kêu là một cái gọi chung của nó là cũng giống nhau hết, là do vùng miền người ta gọi theo khác nhau đó. Nên em không có chuyên, thật sự em không có chuyên về cái này. Cũng chia sẻ, nếu anh chị có nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ giùm em để em biết, em học hỏi thêm nha. Cây như thế này là 290.000, 290.000 một cây như thế này anh chị, 290.000 nha. Đây ạ, 290.000 một bụi lùm như thế này sân Tỷ Tiên nha. Anh chị nào có chốt giùm em 290.000 nha. 290.000 bụi tơ lùm như thế này. Ở ghê vô cái gì, biết không? Chào chị Phan Thị Dưỡng, chào chị Mỹ Tiên, 290.000 một chậu như thế này. Nha, 290.000 một chậu thế này. Anh chị nào có chốt chậu chậu sơn cao. Nhà Hương Chí, chậu này là chậu cao. Chậu cao hả? Không, chậu cao, thích cao thì em lấy chậu này, còn thích lùm thì em lấy chậu này. Em chốt cho dạ, cảm ơn chị. Em không biết, nó không có chuyên về nó nên là cũng rồi lên mạng rồi cũng lung tung luôn á. Cho trang trí một chậu nè. Chị trang trí nhớ cho em số điện thoại địa chỉ lên giùm em nha. Cảm ơn chị Thiên Kim chia sẻ. Trang Thủy Tiên nha, giá là 290.000 một chậu thôi. Em còn 5-6 chậu nữa hết rồi nha. 5-6 chậu nữa hết rồi. Anh chị nào có chốt giùm em nha. 290.000 một chậu. Thì cái ông em gọi đó. Khăn bộ. 290.000 anh chị. Anh chị nào có chốt giùm em 290.000 nha. Sao em qua cái này cho anh chị nè. Cháu gì vậy? Hả? Nói vậy ha. Họ là tổ trưởng hồi xưa. Tổ trưởng ở châu phân phố chị hồi xưa. 290.000. Hả? An Giang đi xe nào chị? Chị có xe nào từ Sài Gòn về chị là em gửi được hết nha. Từ xe Sài Gòn về là gửi được hết nha mấy chị. Nha. Cái đó cái AP mà. Mày rối não mày. Vàng lạp hoa nhỏ hơn và cánh mỏng hơn. Dạ.
Anh Lý Nguyễn, cảm ơn anh chia sẻ. Cây thế này là 290.000 nha chị, 290.000 nha. Em có cái 290.000 một chậu nha. Em còn mấy chậu nữa hết rồi, 6 chậu nữa hết rồi. Em lên cái giá hạt Pháp nè. Cái bản giá hạt Pháp chị. Hôm bữa là giá hạt Pháp 250.000 á chị, 250.000 bản giá hạt Pháp thôi nha. 290.000 một chậu đó. Có chuỗi ngọc đúng không anh chị? Chuỗi ngọc là 230.000, 230.000 mà chưa. Cái này là cái lông tu mà tao chém mà chết. Đói tao ta. Hai em rưỡi nha anh chị, giá hạt Pháp 250.000, 250.000 nha. Lấy cái vỏ chữ ngọc cho chị nha, lấy chữ ngọc đây chị, lên sen cho. Lấy cho chị hai chậu hồi đẹp hồng đào nở ít hả chị Thiên Kim? Hồng đào chị em gom hết chị kia luôn rồi. Chị vậy Thiên Kim chốt dư, cơ cờ mai chị kia có gửi hàng có thay đổi không? Rồi chị em chốt hết rồi, chị lấy 10 cây mà em lấy có 7 cây, em gom được có 7 cây hả? À đúng rồi. Chữ ngọc rừng. Giá hạt Pháp bản này anh chị, dài lắm anh chị. Dài đến tới đây nè. Đây là đứng tới đây em là nó khoảng 1 mét mét 3 mấy anh chị. 3 mấy gần mét 4 á. Em có mét rử rồi nha. Cây này 250.000 anh chị nào có chốt 250.000 chốt kèm em nha. Giá hạt Pháp có thân này nó dài, hai thân nó dài. Còn một lùm ra đây, chi chích con 250.000 cho bạn giá hạt Pháp nè anh chị, nó chốt giá hạt Pháp chốt mẹ nha. 250.000 cho bản giá hạt Pháp này nha. Đây ạ. Trẻ đi. Cái đó không quan trọng. À, ghi chú chị Thiên Kim coi ngày mai chị kia có thay đổi không? Chị kia chỉ chốt tới 10 cây mà nó không có. Em cho chị cái chữ ngọc, lan chữ ngọc. Chữ ngọc nè. Chữ ngọc hồi chị em có lên một ít cho lai tối nên lên lại cho mấy chị coi cái chữ ngọc. Xong cái hôm qua có cái dòng lan khác cho mấy chị nha. Đây. À, đây ạ, à, mặt bông của chuỗi ngọc. Nó có tùy theo vùng miền, nó có thể là cánh trắng tím hoặc là nó hơi ngã phớt màu vàng nha anh chị. Nó tùy theo cái vùng miền của nó, cái thân nó là mắt xích, nhìn giống như là cái chuỗi ngọc trai. Cho nên là được đặt tên là chuỗi ngọc nha. Dòng lan rừng hoa thơm. Chị Linda Lucky 2 và hạt Pháp thứ 5 ghé shop lấy nha. Ok chị, cảm ơn chị. Để lấy hai cái bản đều đều, lấy thêm một bản cho chị Linda Lucky. 250.000 một bản nha anh chị. Về làm bông Tết anh chị. Đó. Mặt bông nha. Người ta ghép như thế này rất là đẹp. Chị Linda Lucky em chốt chị hai bản. Hai bản cho chị Linda Lucky nè, hai bản cho chị nha. Hai bản 250.000 một bản. Em cảm ơn chị rất là nhiều, thân dài nha. Đây, hai bản cho chị Linda Lucky 250.000 một bản ạ. À, chữ ngọc nè anh chị. 230.000 một bản như trên một chậu như thế này. Nè anh chị thấy nhìn thân nó mắc xích vậy không? Đó, rồi khi mà tới mùa nó ra bông là sẽ rụng lá rồi nó sẽ ra bông trên những cái mắt như thế này anh chị nha. Cái này là giá là 230.000 một chậu. 230.000 một chậu nha, một lùm như thế này. Này ạ. Hồ đẹp phía sau giá bao nhiêu hả chị Ruby? Cái màu vàng đó là 175.000 á chị, hai vòi bông 175.000 nha. Giá 175.000 cây. 175.000 cây hồ đẹp đó, phía sau đó là 175.000 một cây. Cây nó như thế này nè. Cây nó như này, 175.000 một cây ạ. À. Lá rất là đẹp hàng A nha mấy chị. Mới nở có 2 3 bông thôi, còn nhiều búp phía sau. Cây này 175.000. À, chị Nguyễn Vũ Vi có chốt và chốt em nha, 175.000 cây như thế này nha. Đây. À, ai có ra chốt chữ ngọc chốt giùm em nha, 230.000 cho dạng bản chữ ngọc như thế này. Đó, thân nó mắc xích như này còn gọi là chữ ngọc. Nó giống như lấy ngọc cái viên ngọc trai của mình sau chuỗi vậy đó. Giá 230.000 chậu. À, thôi em chốt chị Nguyễn Ruby cây hồ điệp 175. Chốt chị Nguyễn Ruby, em cảm ơn chị 175.000 nha. Chị em bán xong bé kia nó kêu là người ta bán 250 cây mà chị bán gì có 175 đó. Giá là giá từ shop nữa, là giá hàng cắm chậu thường xuyên á chị, giá không mềm. 175.000 cây. Rồi, em lên cái
này hết cũng không có thua kém gì, đó là cái bà liễu. Bà liễu xưa nha anh chị này, hỏi miếp xin violet hết rồi anh Tô Sắc ơi, hết rồi. Có mai mốt em chuyển hàng vườn lên rồi anh em chia sẻ với anh chị nha. Cái đó hàng vườn còn một ít chậu. Chị Lan quả hồng một chuỗi ngọc mà chị có đơn rồi. Em lên bà liễu cho mấy chị. Bà liễu xưa. Hàng này là hàng có bông nha, chị có bông bối nha. Bà liễu xưa. Giá bà liễu bây giờ rất là đắt. Rất là đắt, em nói là đắt luôn mà không có hàng nha chị, không có hàng nha. Giá nhập vào nó cao hơn cái màu nắng bình thường. Gần cả 10.000 một cây á anh chị. Gần cả 10.000 một cây. À, thích quá gửi không được. Xe thì em không biết. Có xe nào buồn. Bà liễu to chưa có về ghép anh chị ha. Em ơi, mấy mê lan quảng cáo vũ nữ quý phi anh có đặt 4 chậu. Gì? Bên kia nha, em không có bên này anh Lộc. Em là Vĩnh Kim không có Mê Lan nha. Em không có cái đó, em có hàng đó, chưa có. Từ từ em tầm cho. Rồi, em lên cái vũ cái bà liễu xưa hoa thơm cho anh chị coi mặt bông của nó khi mà ghép chậu khủng như thế này. Những cái cây này bây giờ người, nhà vườn người ta hay giữ lại để người ta ghép chậu anh chị. Ghép thành những chậu khủng. Đọc gì đó. Anh Lộc khách trong này chứ chị nói gì em. Để đâu chú Hoàng không chịu. Còn chậu violet à, còn chậu violet nè. Chậu này chậu khủng. Chậu to. Đợi em xíu anh nãy chị gì này hỏi cái violet. Để đi xíu chị lên cho. Lỡ rồi, lỡ tay cái này rồi. Đây. Nay Tiền Giang rễ GNT đi được chưa à, vẽn đi được nhưng sẽ khuyến cáo là sẽ hàng đi chậm hơn bình thường. Họ vẫn khuyến cáo vẫn đi được, nhưng mà sẽ đi chậm. Nếu mà hàng tới mà chưa kịp phát thì anh chị ra vô cục lấy giùm em nha. Hoặc là gửi xe Tô Châu, vận tải Sài Gòn là gửi về được hết anh chị. Sao cái máy này nó không vô mạng được à. Giá bà liễu em báo giá cho anh chị luôn. Chờ em xíu. Giá 250.000 ba cây. Hàng đang có vỏ bông cho mấy anh chị nha. Đang có bông. Người bán hàng lá không là đã ra lá như vậy rồi. Tầm cắm cù lại về bán. Dạ để em tầm chị. Chị Liên ơi, từ từ để em tầm. Sao nó vô không được, cái máy chị nó không có vô được không à. Nó muốn sao chị? Nó tới bến rồi đó. Đây. 250 ba cây chị, hàng đang có vào bông. Đây là hai bữa khủng của bên em. Lúc đó là hình như là 2.500.000 một chậu anh chị. Đây, một cây khi ghép lại này, đã chưa? Cây này trả chục triệu anh chị mua quất liền không? Đó. Quá trời vòi bông anh chị. Bà liễu nha. Cây này. Đây là hai cửa hàng em. Anh trước Tết á, trước Tết là người ta vỗ những chậu như thế này, 2.500.000 một chậu như thế này anh chị, 2.500.000, 2.800.000 một chậu như thế này. Đó, là để ngay cửa hàng em chụp lúc đó có ở bên 215 Lê Trọng Tấn nha. Đây mặt bông bà liễu. Đọc được comment của em không thế. Chị Thủy Vũ hỏi cái gì vậy ta? Em đang đưa mặt bông nên em chưa có coi comment. Hỏi chị Thủy Vũ hỏi gì? Còn chậu ben chuối, chậu to còn á chị Thủy Vũ. Còn chậu ben chuối 950.000 còn nha. Chiều chốt luôn hả? Ai chốt à? Chị Vân Ly lấy luôn rồi chị Thủy Vũ ơi. Chậu đó chị Vân Ly lấy rồi. Lấy rồi. Chị em lên lúc đó là em nói thế nào cũng có người chốt mà nó bị văng ra rồi em xuống like luôn. Combo cái này là có 3 cây 250.000 nha. Vũ nữ em hết rồi chị Dung ơi. Vũ nữ em hết rồi. Em lên combo 3 cây. Là anh chị giá 250.000 nha. 3 cây 250.000. Một cây. 3 cây 250.000 bông bối hết cho nên nó không có dài bông nha anh chị. Lấy bông bối thôi nha. Một cây, hai cây. 3 cây 250.000 nha. Em bắt đầu chốt bà liễu nè. Em chốt cho anh Mr. Danh gửi xe 3 cây bà liễu. Đây là mầm con nó đưa ra chứ nó không có gãi gì hết nha. Mầm con nha, 3 cây. Thế này là 250.000 em chốt 3 cây cho. Giá em nói nhập cái giá cây nó cao hơn cái giá hàng nắng bình thường 10.000 đó anh chị.
Bà em bán giá cũng thu xem như vậy chứ cô không có tăng lên, cô không bán 100 ngàn cây. Thực ra cây bà liễu này vẫn hàng bông này vẫn có thể bán được 100 ngàn cây, thì em đi số lượng nhiều cho nên là giá cũng mềm. Gửi xe Phương Trang về Tiền Giang, chị liên hệ xe giùm em. Dạ được ạ, chị để xe Phương Trang là chị chuyển khoản tiền hàng và tiền xe trước giùm em, ước tính thôi bao nhiêu đó. Rồi gửi xong rồi em báo lại chính xác tiền phí bao nhiêu. Gửi Phương Trang được nha, gửi Phương Trang được nha. Giá bà liễu 3 cây 250 ngàn. Anh chị nào có chốt bà liễu chốt một cây to rất là khỏe đẹp nha. Một thù lù nha. Combo 3 cây là 250 ngàn. 3 cây 250 ngàn. Và bà liễu này xem valet lớn để đổi cây sáng được không? Đại xíu em lên cái mình chốt mít cho danh em chốt rồi. Chậu chuối của chị 950, đậu 900 mà chị ok rồi. Kéo lộn, khéo lộn của em nha. Chị Yến Lê hồi chiều có con chậu rồi đúng không? Yến Lê là chiều có con chậu rồi. Chị em bán tổng 2 chậu á chị Yến Lê, 2 chậu. Có, mình đang 900. Yến Lê ạ. Chị Yến Lê là chậu 900 nha. Còn cái lúc kia là em lúc em xuống là chưa có bán ai hết trơn á. Chứ chậu em xuống là chưa có bán ai hết á. Rồi xong rồi chị Văn Ly mới chốt cái chậu 950. Chậu của chị là chậu 900 á chị Yến Lê. Lúc em xuống em offline lên là lúc đó xuống rồi. Em chưa có chốt cái chậu đó, xong rồi chị Văn Ly có gọi điện rồi bé chốt rồi. Nha. 3 cây trên Lê Văn Lâm, 3 cây bà liễu nè 250 ngàn trên Lê Văn Lâm nha. Rất là thơm, cực kỳ thơm, đệ nhất luôn á. À, dòng này dòng xưa nha anh chị, rất là đắt tiền anh chị. Càng lâu nuôi cây càng lâu càng có giá trị, tính tiền triệu luôn chứ không phải là tiền trăm nữa mấy anh chị. Anh nít tự danh thêm 3 cây nữa nè, mua về ghép lên chậu anh chị. Giá rẻ. Anh chị ghép 3 cây chậu đẹp vô cái chậu rồi, cái chậu anh chị nó nâng giá trị lên rất là cao, vô những hàng thiết kế. Đó là vô cái chậu này. 3 cây cho tổng anh tích tự danh tổng 6 cây. 6 cây trên mít tờ danh nha, 3 cây 250 nha chị, 3 cây 250 ngàn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh mít tờ danh, đây 1 cây. Anh Công Danh, anh tên là anh Công Danh. 2 cây, 3 cây combo bà liễu cho chị Hiền Khanh, 3 cây 250 cho chị Hiền Khanh. Em bán hàng vòi nha, có hàng lá nữa hả Lộc? Lá nữa mấy anh chị, 3 cây 250 nha. 3 cây 250 em lên hàng bông. Anh chị nào chốt trước thì sẽ có được hàng bông nha. Rồi có hàng lá sau nữa. 3 cây 250 em chốt cho chị Hiền Khanh. 3 cây 250 em cảm ơn chị Hiền Khanh. 3 cây 250 1 cây 2 cây. Có hàng lá nữa nha, anh chị chốt trước thì sẽ được hàng bông nha. Còn lại hàng lá nha. Hàng lá nha, 3 cây. 3 cây 250, 3 cây bà liễu nụ nở gộp đơn. Nụ to như vậy, có nụ có nở cho chị hả? Ok chị. Chị Hiền cho qua Nhàn Quỳnh nè. Về Sài Gòn chơi liền luôn, hoa rất là thơm. Một cây cho chị Nhàn Quỳnh. Có nụ có nở. 2 cây, 3 cây cho chị Nhàn Quỳnh, 3 cây cho chị nha. 3 cây 250 em cảm ơn chị. Chào anh Huy Quốc. Combo bà liễu đẹp nhé cho chị Nguyễn Thu Hiền. Ok chị Thu Hiền luôn nè. Chị Thu Hiền. Cây anh chị hàng đẹp không anh chị? Rất là đẹp. Một cây này là bông bối cho nên là nó chưa có thật sự dài bông, nhưng mà thế này gọi là đạt bông rồi anh chị. 2 cây, 3 cây cho chị Hiền, 3 cây cho chị Thu Hiền ạ. Combo 3 cây 250 nha anh chị. 3 cây 250 ngàn, hoa cực kỳ thơm. Về ghép chậu anh chị. 3 cây 250 em chốt cho chị Hiền ạ. Em cảm ơn chị Hiền. Em cho anh chị coi mặt bông lại của nó nè, rất là thơm. Cực kỳ thơm, đây là mặt bông thực tế của nó luôn nè. Nó là dòng mà đen rô nắng, cánh nó rủ xuống rất là đẹp anh chị, hoa thơm, hoa cực kỳ thơm luôn. Nó chỉ ngang ngửa với ben soda thôi mấy anh chị, ngang ngửa ben soda mà đứt hàng lâu lắm anh chị, cứ hỏi miết về bà liễu thôi. Nên là giá thị trường đội lên rất là cao. Rất là cao mà không có giống nữa. Bản thân em là người nhập vườn để trồng với anh chị. Tầm 5 6 tháng nay và đi kiếm giống không có bà liễu, robot cũng không còn giống anh chị, không có giống luôn nha. Ai còn giấu được những cái vườn mà người ta đi số lượng rất là lớn á, thì người ta có được vài ngàn cây thôi. Và khi giá người ta ra chị, giá nó nhập nó còn cao hơn cả 10.000 đồng một cây so với cái giá mà những dòng đen rô nắng khác. Em nói là nó đắt nha. Chị Tiết Nguyễn, 3 cây bà liễu nụ
và một nắp kích hoa. Ok chị Tuyết Nguyễn, 3 cây đó anh chị nhắn như vậy em rất là dễ lựa nha. Kích lát đây nữa nè, còn mấy cây kích lát nè, lát lên lên vô cho chị Tuyết Nguyễn, 3 cây nụ nha, 3 cây nụ giá 250.000 thôi. Chậu to Bà Liễu em chưa có, chị Hoàng Yến ơi chưa có, họ nhà vườn bây giờ họ cắt bông rồi, những chậu to bây giờ họ cắt bông và đang làm bông anh chị, cho nên là thị trường bây giờ sẽ không có, anh chị chờ đi gần Tết và mua tiền triệu chứ không có tiền trăm nữa nha. Em chốt 3 cây cho chị Tuyết Nguyễn giá 250.000, một nắp kích hoa 30.000. À, cảm ơn chị. Dạ. 250.000 thôi chị. Combo 3 cây 250, có hàng lá nữa nha anh chị, có hàng lá lùm nữa nha. Tí xíu anh chị muốn lấy hàng lá lùm em cũng lên luôn. Để hàng bông em lên hàng bông nha. Chị Hoa Duyên, 3 cây 250 nha. Vậy. Má mày. Xỉn hả? Làm sao ở dưới luôn mà không lên được, nó cưng. 3 cây 250. 3 cây 250 cho chị Duyên, Hoa Duyên, 3 cây 250 nha. Chị Hoa Duyên em cảm ơn chị rất là nhiều, 3 cây 250 thôi. Anh chị nào lấy trước thì sẽ đớt được những cây hàng rồi. Còn hàng lá lùm nữa nha, chứ cùng một giá cũng không có thấp hơn được anh chị. Tại giá nó đã sát rồi, cho nên là hàng lá, hàng bông em cũng bán bằng một giá luôn. Hàng lá lùm với lại hàng bông, anh chị nào lấy trước sẽ có được hàng bông giá 250.000 3 cây thôi. 1 cây, 2 cây, 3 cây 250.000. Anh chị nào có chốt combo này chốt giùm em, mua 3 cây về ghép lên chậu chị. Cây thế này anh chị. Rồi càng nuôi lâu càng có giá trị cao. Càng nuôi lâu càng có giá trị cao. Chiều em nhận được da da rồi đẹp. Mà ngãy ngồng hả? Trời đất ơi. Dương Nguyễn, gãy nhiều không chị? Đóng hàng ráp hay sao hết ta? Hay là à, Đà Nẵng à, chị có gãy nhiều không? Gãy ít nó nhiều ngồng á, chị thông cảm giùm em. Mình nếu gãy nhiều chị báo bên em hỗ trợ nha. Nhớ là hàng lá hàng bông em cũng bán bằng một giá. Anh chị chốt trước thì sẽ có những cây hàng hàng vòi bông như thế này. Còn lại là hàng lá nha. Mục đích em chia sẻ với anh chị. Rồi những cây thế này em về em dỗ ra. Có những hàng lùm nữa. Cây lớn này em về em dỗ ra và đánh hàng chậu lớn. Đánh hàng chậu lớn. Chứ còn bản thân em là nhà vườn mà phải nhập cây thế này về để ra chậu, anh chị là biết giống nó khan hiếm cỡ nào rồi. Chứ đúng nhà vườn em nhập cây bót không sướng hơn. Cái này nó mua đã thấp, cái cao hơn cái giá hàng nắng thình thường đã 10.000 một cây rồi mà vẫn phải chấp nhận nhập về anh chị, tại điện nó quá hiếm. Quá hiếm và không có hàng ha, không có hàng luôn. Em cho anh chị vô sao coi mặt bông của Bà Liễu nè. Bà Liễu nó là nếu anh chị đã từng chơi lan là thấm nhuần nó là rất là thơm ha, cực kỳ rất là thơm mặt bông. Bà Liễu. Cây thế này. Rất là đẹp nha. Cây này là cây ở cửa hàng em, 2.500.000 một chậu như thế này. 2.500.000 một chậu như thế này. Có hàng lá cũng bán bằng giá nha, anh chị muốn thích hàng lá lùm em cũng có hàng lá lùm luôn bằng một giá. Chia sẻ với anh chị cho qua một like này với like ngày mai là em còn lại em chuyển về vườn để em rép chuyển cái chậu ra chậu như thế này. Bán lẻ anh chị là 85.000 một cây. Anh chị lấy 3 cây là giá là 250, lấy lẻ là 85.000 một cây. Đây, bông của Bà Liễu nha anh chị. Trời như cái này. Đã không? Chắc cái này chắc còn từ trước ra ngoài sau có một chậu thế này là đã thơm ngất ngay luôn. Cái này chắc đi dự thi được luôn anh chị. Đợt giải là chắc chắn luôn. Thỏ hồng em còn em còn được một chậu 330.000 và chậu hàng 130. Em còn thỏ hồng nha. Nguyễn Trọng Khang, 3 cây hàng lá lùm. Ok anh thích lá em có lá luôn. Một cây cho anh Nguyễn Trọng Khang cũng bằng giá nha mấy anh chị, hàng lá hàng bông cũng bằng một giá. Hai cây cho anh Nguyễn Trọng Khang có mầm con nha. 3 cây cho anh Nguyễn Trọng Khang có mầm luôn nha. 3 cây cho anh Nguyễn Trọng Khang. 3 cây 250.000, 250.000 cho 3 cây. Thơm bát ngát chính xác. Cảm ơn anh. À, chị Hoa Sì Trâm lấy cây thỏ hồng hả? Lấy cây 130 hay là chị lấy cây 330? Em còn hai chậu cây chiều mà còn rớt lại. Chậu thế này là 130.000 nha. 130.000 cho chị thỏ hồng như thế này. 130.000 cho chậu như vậy. Còn em có chậu lớn là 330. Chậu này là chậu 130.000 nè. 130.000. Lấy cái chậu thỏ hồng 330 giùm chị. Thơm bát ngát luôn. Đúng chính xác. Thơm mà dễ chịu á chị, chứ không có nồng sắc. À, cây chị Hoa Sì Trâm lấy cây 330. Ok, chậu 33 của chị nè. 330.000 nó hồng. Bền bông, rất là bền bông anh chị. Còn đang nụ con lên nữa nè. Còn u nách lên rất là nhiều.
có mắc u lên rất là nhiều. 330 chốt cho chị hai xì châm 330.000, còn chậu cuối cùng là hết hàng chậu đó nha chị. Còn chậu nhỏ thôi, em còn chậu 130 thôi. 130.000. Về ra chậu lớn đâu có thua gì chị, khoảng chừng tầm 3 tháng, 3 tháng 4 tháng nữa là sẽ ra cho bông cho mình. Một hàng lá lùm dồn đơn chị Phương Lê, một chậu hàng lá lùm dồn đơn cho chị Phương Lê. Ok chị. Hàng lá lùm nó đó, bà Liễu đây. Hàng lá lùm nha. Lùm thì nó không có thân cao nha mấy chị. Hàng lá lùm 85.000 một cây nha chị, 85.000 một cây. Em lên bà Liễu hàng bông. Ok chị, cẩn thận nha. Để xuống rồi an toàn, tuyệt đối chị yên tâm. Một cây, hai cây. Đó, mầm con nè. Cây rất là khỏe nha. Ba cây thuần hết rồi anh chị, rễ ra, rễ nè. Ba cây. Thỏ hồng 130 cho anh Nguyễn Văn Tạo. Nguyễn Văn Tạo cho em địa chỉ số điện thoại luôn anh Tạo ơi. 130.000 nha. Cây này 130 luôn. 130.000 cho số điện thoại địa chỉ giùm em. Bà Liễu hàng lá lùm hả chị Phương Nguyễn, hình như khách thích hàng lá lùm ta. Rồi, em lấy ba cây bà Liễu cho anh cho chị luôn nè. À, chị Phương Nguyễn, một cây cho chị Phương Nguyễn. Hai cây hàng lá nha, hàng lá lùm bằng giá luôn nha. Hàng lá lùm ba cây cho chị Phương Nguyễn. Trời, hai cái mầm con nó lên. Ha, cái này em về để ghép chậu, em chia sẻ với chị ít thôi để em về ghép chậu đó. À, chị anh Tạo cho điện thoại em, cảm ơn anh Tạo. À, chị Huyền Trang, ba cây bà Liễu lùm. Ok. Em lại lo hàng lá không ra được, nhưng mà cuối cùng anh chị lại thích hàng lá. Ok, mầm con cái nào đa số cũng có mầm hết nha anh chị. Một cây, hai cây cho chị Huyền Trang. Ba cây 250 nha, ba cây 250 nha. Ba cây cho chị Hà, 250. Thuần bằng gì hiện tại là đang bằng vỏ dừa chị. Anh chị ra chậu trồng vỏ thông. Vỏ thông là tốt nhất, là độ ẩm nó vừa phải, không phải như là than thì nó là bền nó lâu năm anh chị mới thay một lần. Nhưng mà trồng than anh chị phải tưới nước nhiều xíu nha. Anh địa chỉ qua lấy em, 25 Nguyễn Hữu Tiến, em có ghi trên bài livestream á, 25 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha. À, em lấy cây lá chị Huyền Trang số 21. Hoặc của chị hàng lá, đúng rồi, em đang lấy hàng lá cho chị á. Đừng có bông nha. Ok chị, em biết của chị hàng lá. À, anh chị thích có bông, em có bông, em còn hai ba combo có bông nữa hết rồi, còn lại hàng lá nha. Anh chị có thích hàng lá hàng bông cũng bằng một giá, anh chị bằng một mức giá nha. Lan Tiểu Tiên và Chị Ngọc ra thì ra thường hoa thường. À, đó là hàng bông Tết đó anh chị, mùa bông vào mùa Tết nha. Đó là hàng rừng, nhớ ra bông một mùa Tết thôi nha. Còn anh chị muốn kích nó thì có thể là nghịch mùa thì em chưa thử, nhưng đó là hàng rừng cho nên là ra bông Tết thôi nha. À, chị chốt đơn 49 đổi ngọc trai đen, lấy cây bà Liễu vừa hoa vừa nụ đi. Ok, 149, còn nhớ mã của mình luôn. Lấy cho chị một cây ngọc trai, cây bà Liễu vừa nở vừa nụ, bỏ cây ngọc trai kia ra. Có bà Liễu khổng chưa có anh chị, chờ anh chị đi tầm gần Tết em mới bung hàng đó ra. Lấy ba cây bà Liễu, lấy có hoa cho chị anh Hồng Tuấn luôn nha. Một cây, hai cây, ba cây 250 nha Hồng Tuấn, ba cây 250. Ok chị, đây ba cây 250 cho chị Hồng Tuấn, ba cây 250 nha. Lấy hàng hoa cho mình, gửi cho em số điện thoại, gửi thêm địa chỉ với nha. Có số điện thoại gửi địa chỉ lên giùm em. Em còn hai combo hoa nữa, anh chị nào có chốt nốt cho 250.000 thôi. Bà một Liễu hoa chín. Rất là thơm, hoa rất là thơm luôn nha. Ngọc trai để tập từ từ, ổng quen, ổng cũng biết đó, là ổng chưa học hết. Ba cây 250 nha, hầu như cây nào cũng có con á chị. Cây này nó cũng có con hết, vừa bông một vừa la hoa và rừng có con luôn. Nè, ba cây mà hết hai cây có con, mầm con rồi nha. Combo này 250.000, anh chị nào có chốt bà Liễu xưa hoa thơm, hoa thơm bát ngát luôn. Dùng từ của gì đó, hoa thơm bát ngát luôn, em xin phép em xài từ đó luôn nha. Hoa rất là thơm. Cảm ơn mấy anh chị, nhiều khi mình văn vẽ mình không có anh chị, cho nên là nó học được câu nào là lụm được câu nào là lụm liền luôn á nha. Đừng có cười em nha, lụm được cái nào em lụm liền luôn á nha. Đây hoa thơm bát ngát luôn nha, ba cây 250.000, 250.000 cho bà Liễu này.
Em có hàng lá nữa cũng bằng một mức giá 3 cây 250, anh chị nào chốt Bà Liễu chốt em nha. Còn mấy combo nó hết rồi anh chị. Không, em chỉ ra Bà Liễu hôm nay, ngày mai và sẽ chuyển về vườn ghép chậu chứ không có ra nữa. Bản thân em là nhà vườn nhưng nhập giống cũng không có, là anh chị biết mức độ khan hiếm nó cỡ nào rồi đó nha. 3 cây 250, anh chị nào có chốt combo 3 cây này thì chốt em nhận 250 nha. Hả? 3 cây có hoa cho chị Nguyễn Trọng Khanh. Xin cảm ơn ạ. 243 đổi hay sao? 243 có 1 cây, có 3 cây rồi. Hồi nãy hàng bông hay hàng lá? Không biết. Hồi nãy mình có 3 cây rồi nha Nguyễn Trọng Khanh. Đấy, 3 cây của mình là có hoa, em nhớ là có hoa rồi. 3 cây. Có hoa. Hàng lá hả? Ok, đổi hàng bông cho mình nè. 3 cây đổi. Lấy lại luôn, anh muốn lấy hàng bông. À, lấy thêm hoa là tổng cộng 6 cây. Ok ok, em cảm ơn anh, tổng mình 6 cây. Gì? Hồi nãy lá. À, hồi nãy lá, giờ lấy thêm hoa. Ok, em hiểu rồi, 3 hoa với 3 lá. Có thằng lá lùm nữa kìa, còn mấy combo nè. Này gãy bông. Hoa rất là thơm. Khách chỗ thằng lá về ghép về đây nó vỗ mấy chậu mày càng lớn mà cũng có giá trị nên khách rất là thích. Đây, một cây thằng lá lùm nha, 3 cây 250. Anh chị nào có chốt 3 cây 250 chốt em nhằn 3 cây, anh chị có thể lấy thằng lá, thằng bông nha, tùy. À, như thế này gọi là lùm rồi mấy anh chị, chứ nó không có thể là quá nhiều lùm tại vì Bà Liễu nó như thế này nha. Đó, 3 thân 4 5 thân như cái này là lùm nè. Lấy cho em 3 cây nữa đi. Ok, Hồng Tuấn, lấy hàng bông hay hàng lá anh Hồng Tuấn ơi? Comment giùm em với. Hồi nãy của chị là cây gì đó? Bông hay lá? Số 246. Thêm 3 cây lùm. Chị Huyền Trang, ok chị Huyền Trang. À, bây giờ em chốt Hồng Tuấn 3 cây. Hết lá rồi hả? Lá ít lắm anh chị. Hết lá rồi. À, em chốt trước cho anh Hồng Tuấn 3 cây nha. 3 cây không biết anh lấy cây bông hay cây lá này ta. Lấy bông cho ảnh đi. Cho người ngắm bông. 1 cây. 2 cây. Trên Hồng Tuấn nha, Hồng Tuấn 3 cây. 3 cây, 3 cây 250 trên Hồng Tuấn, em cảm ơn, gần hết rồi anh chị ơi, gần hết rồi nha. À, chị Huyền Trang thêm 3 cây lùm. 1 cây cho chị Huyền Trang, 2 cây cho chị Hoàng Trang. Lấy cho chị cây này luôn nha. Nó cũng có bông nhưng mà nó cũng lùm, em lấy cho chị luôn nha. 3 cây cho chị Huyền Trang nè. 250 nha, Bảo Gia 1 cây Bà Liễu lá lùm. Hết lá rồi. Hết lá rồi. Hết lá rồi. Em lấy cây này, nó hơi nở bông nhiều nên nó cũng lùm nha. Nó cũng lùm nha. Em lấy cho chị anh Bảo Gia, anh Bảo Gia 1 cây nè. Bảo Gia 1 cây số 102, 102. À, chị Phúc Mai 6 cây lá, hơi hết lá rồi nha. 102 đâu. 102. Hết lá rồi anh chị ơi. Hết lá nha. Em hết lá nha, em xin phép em lướt qua hết lá rồi nha. 1 cây, 2 cây. Đây. Cũng có mầm con lên, dưỡng từ từ nha anh chị. 3 cây em chốt 6 cây cho chị Phúc Mai nha. 1 2 3. Chốt để hết rồi anh chị. Hết rồi, còn rổ nữa hết rồi. 4 cây cho chị Phúc Mai nè. Chị không thích thì về cắt bông lại, cái nào em thấy cũng có mầm hết nè. Cái này nè, hàng bông nhưng mà cũng lùm nha chị nha. 5 cây. 6 cây cho chị Phúc Mai nè, có con nè, 6 cây cho chị Phúc Mai nha, em cảm ơn chị. Gần hết rồi. Lấy một lùm 2 có hoa, anh Đặng Tấn Hoa, căng dữ à. 1 cây hàng lá nó tương đối thôi nhưng chưa hết rồi, hết rồi anh chị ơi. Hết rồi anh Tấn Hoa ơi, còn rổ nào không anh Lộc ơi? Một phần lá, hai bông cho anh Đặng Tấn Hoa nha. Đặng Tấn Khoa, một phần lá hai bông cho anh Đặng Khoáng Khoa nha.
hết rồi anh chị ơi, hết rồi. À, chị Hồng Tuấn rồi, hết lá lấy bông, ok ạ. À, em cảm ơn. Thỏ hồng em, anh Hoàng Tuấn lấy một cây thỏ hồng hay sao, ba cây lùm. Thỏ hồng là 130, anh Hồng Tuấn là lấy cây thỏ hồng đúng không, lấy cho chị cây thỏ hồng 130 luôn. Em còn mấy cây bà liễu nha anh chị, gần hết rồi. Anh Hồng Tuấn lấy cây thỏ hồng 130 nữa đúng không, là tổng cộng của anh là 4 cây hay là anh chỉ lấy là 3 cây thỏ hồng, anh nói rõ giúp em với. Có dáng xưa, có dáng xưa nha chị, hàng nhú vòi hàng có nha, có dáng xưa, có chí em lên cho, có dáng xưa. Anh Hoàng Tuấn nè, cây thỏ hồng này 130 nè, anh comment rõ giúp em, cây thỏ hồng anh lấy cây này 130 một cây hay anh lấy 3 cây, hay là anh lấy một cây thỏ hồng với cái kia. Em chốt trước cho anh một cây thỏ hồng 130 nha, 130 ngàn, 3 cây nụ cho chị Ngọc Châu. Em cảm ơn chị Ngọc Châu, hết hàng lá nha anh chị. 3 cây nụ cho chị Ngọc Châu, 3 cây cho chị Ngọc Châu ạ. 250 ngàn. Em còn 1, 2, 3, 4, 5 combo nữa hết nha. 5 combo, 250 ngàn thôi. Anh chị nào chốt tranh thủ chốt nha. 1 cây, 1 cây. Hoa màu vàng dendro phía sau tên gì vậy? Cái đó là Bensuda á chị, Bensuda. 2 cây. Chị Nguyễn Ruby, cái đó là Bensuda nha. Đó anh chị, cái nào hầu như nó cũng có mầm con hết chị, đang cái độ sinh trưởng rất là tốt luôn, đang giai đoạn phát triển rất là tốt. Đang mầm con nè. Đó này, 3 cây nè. 250 anh chị nào có chốt. À, bà liễu xưa chốt giùm em 3 cây 250 ngàn nha. 3 cây 250 ngàn như thế này, về ghép trong chậu. Đó anh chị. Thiên Nga cam hồng. À, vàng cam hết rồi Hậu ơi, hết rồi cưng. Đây, ba chậu chị ghép như thế này. 250 ngàn cho 3 cây bà liễu như thế này. Em cho anh chị vô sau coi là mặt bông em còn có 5 combo nữa à. Ráng bán hết cái em qua cái dòng mới cho mấy anh chị luôn nha. Em qua cái dòng dáng xưa. 2 cây thỏ hồng, ok. Anh, 1 cây thỏ hồng cho anh nè. Thêm một cây nữa là tổng anh 2 cây thỏ hồng 130 nha. 2 cây thỏ hồng, vậy là anh không có lấy bà liễu đúng không? Em xả thỏ hồng, xả bà liễu ra nha. Của anh hai một cây thỏ hồng 130 ngàn một cây nha, 2 cây 260. Thêm anh Hồng Tuấn một cây thỏ hồng nữa. Yeah. Má, tại cái nào lấy lá gì chàng. Thỏ nâu, chinh chao rồi nói chung rất là nhiều. Đổi em 3 cây đẹp đẹp đi, anh Đặng Tấn Khoa. Đem lên cây này cho anh lưng combo này, em đổi cây này combo này cho anh lấy combo kia ra lại. Cây nào em cũng thấy nó đẹp hết trơn. Đây, cho anh Hồng Tuấn nha, 2 cây. Combo của anh 3 cây. Đổi Đặng Tấn Khoa 3 cây này nè. 3 cây này cho anh Đặng Tấn Khoa nha, 250 ngàn. Đổi, 249, đổi. Thiên Nga chờ em khoảng vài hôm nữa đi, em về Thiên Nga nha. À, em lên combo 3 cây, cái này gãy cái bông rồi. Chinh chao hả? Chị từ từ, nhiều loại lắm anh chị, từ từ đi. Rất là nhiều, còn dài biết sao luôn kìa. Mỗi cái em lên từng dòng nha, 1, 2, 3 cây, thế này 3 cây bà liễu này 250. Nhiều dòng đó anh chị. Nắng rừng cũng lấn sân qua tùm lum hết anh chị ơi, tùm lum mãn. Học cũng chết luôn á, thật ra mà vừa làm vừa phát triển mà vừa học nữa, mỗi cái học chút chút. Đang lấn qua hàng rừng còn hơi lúng túng á. À, nên là đây cây thế này 250, anh chị nào có chốt 3 cây này chốt giùm em nha. Đang vội thế này. Dồn đơn lúc trưa đi được không? Được anh Thuận ơi. Em đang dồn đơn cho anh chị lai sáng, lai trưa, lai tối em dồn đơn, mai em gửi nha. Mai đóng hàng mốt gửi. À, 3 cây thế này là 250, anh chị có chốt 250 chốt giùm em nha. Em chỉ cắt like là hàng là sáng, trưa, chiều, tối nay là cắt. Và ngày mai gửi, ngày mai nếu có like là em để riêng. Và ngày mốt đóng hàng nha anh chị, cho nên là cắt chứ không có gặp nay rồi mai gặp dây dưa em không có gặp được nữa. Đã cho mình like là gặp từ sáng chiều đến tối rồi. 3 cây thế này là 250 nè, anh chị có chốt em nè, 3 cây 250 ngàn. Nha, 3 cây 250 cho anh chị vô sau coi mặt bông của bà liễu lại nha. Em còn mấy combo nữa ráng bán cho nó hết rồi các em qua dòng mới cho mấy anh chị luôn. Mặt bông.
Đây. Mặt bông. Chà chị Bình Lê, chị Bình ơi, cái đơn của chị Bình đó là bạn lại thu hộ nhầm nữa rồi. Em có ghi chú là đã chuyển khoản rồi, bạn lại thu hộ nhầm, lại nợ chị cái tiền hàng đó rồi. Hoặc chị gửi số tài khoản em chuyển khoản lại cho chị nha. Hàng chị mới gửi chiều nay, mai mình nhận. Chị Bình Lê, Thiên Nga em hối rồi. Thiên Nga chờ vài hôm nữa đi, có em về nữa, chắc khoảng cuối tuần á. À, bà Điểu nha, bà Điểu xưa. Đây là cái cây ở cửa hàng em, cây này 2 triệu rưỡi một cây. 2 triệu rưỡi một cây anh chị. Đó, rất là đẹp, ngay cửa hàng em cũ ngày xưa nha. 2 triệu rưỡi cây to lắm anh chị. Cái tầng nhà từ đây lên đây là 4 mét á, cái chậu này lên là gần 3 mét mấy anh chị. Ha. Giá 2 triệu rưỡi ba cây. Mềm, khan hiếm anh chị, khan hiếm trên thị trường á. Rồi, em chốt đơn chứ còn mấy cây em chốt luôn nha chị nha. À, chị Nguyễn Thuận một cây nụ dồn đơn. Ok chị Thuận một cây nụ dồn đơn nè. Một cây nụ cho chị Thuận dồn đơn 85.000, lấy lẻ là 85.000 á. Bắt đầu nó tắt rồi đó. Nó tắt cái giọng rồi đó. Chào anh Tính Hoàng Trung. Hoàng Trung Tính. Chào anh, chị gắm mai một bà liễu hai nắp kích hoa. Chị gắm mai một bà liễu nha, có mầm con cho chị luôn nha. Hai nắp kích hoa 30.000 một nắp anh chị. Nắp kích hoa thời điểm này anh chị nên sắm sửa cho mình nắp kích hoa để làm bông tết những chậu lan yêu quý của mình nha. Nếu anh chị phun nó chưa ra bông thì những cây nào lì bông anh chị cứ xài nắp kích bông vô. Giờ em xài rất là dễ, ngày xưa làm bông khó chứ bây giờ làm bông rất là dễ anh chị. Rất dễ luôn nha. Giá 30.000 một nắp như thế. Làm bông mi vu luôn nha, một nắp xài rất là nhiều, tại mỗi cây chị xài có 3 giọt à. 3 giọt thôi. Em lên combo. À 3 cây là 250, em lấy cây nụ cho mình nha. Còn này gãy bông. Một cây, hai cây, ba cây 250.000 bà liễu nha. Bà liễu 3 cây 250.000, ba cây bà liễu xưa 250.000 thôi. Ba cây này 250.000. Đủ người cái chi ca thấy mấy bạn phải ha. Mấy người mấy em giữ chị quần quá. Đây, ba cây 250.000. Chi ca ra đỡ xíu. Chào nào. Chào nào. Chưa chuồng lớn này. À. Anh chị muốn em lên chuồng chuồng hay là muốn lên cái dáng xưa à? Cái dáng xưa nữa. Có chuồng chuồng, nó chuồng chuồng đẹp quá trời luôn, nó bông đẹp quá trời đẹp. Chuồng. Đây, ba cây bà liễu nha, em còn ba combo nữa. Anh chị nào có chốt chốt giùm nha, 250.000. Ba cây nụ cho chị Nguyễn My nè, cảm ơn chị Nguyễn Mỹ. Chị Nguyễn Mỹ, ba cây 250, còn hai combo nữa chốt em luôn đi anh chị, để em qua dòng khác cho chị nha. Em lên cái chuồng chuồng cho anh chị về sổ chốt. Em nói có cái anh chuyên về, anh ở quận 9, anh chỉ chuyên, em không dám nói tên. Anh chỉ chuyên về bóc chuồng chuồng thôi. Anh đang toàn có đô nào chuồng chuồng đẹp là ôm hết lô, xong rồi để sổ ra. Sổ ra bóc, chuyên bóc chớp xong, bắt đầu còn lại mới bán hàng nắng bình thường nha. À, lấy cho em cây có hoa lùm bự cho em, trời ơi lùm bự. Vậy thôi chứ lùm gì nữa. Nó còn có con cho mình nha. Lấy cho chị Gương Nguyễn nè, lùm bự cho em nè. Lên dáng xưa thần đi hả? Ok chị. Gọi một chị thì kêu lén xưa, một chị kêu chuồng. Giờ sao? Vậy thằng lên cây nó quyết định. Thằng lên cây nó quyết định đi. Nó nói vậy hả chị? Có hồ đẹp treo hả? Hết treo rồi. Mỗi lần treo là em muốn méo miệng luôn á chị. Mỗi lần treo là lần méo miệng á. Một cây, hai cây, ba cây. Ba cây 250, hai cây 250, ba cây 250. Anh chị nào có chốt chốt giùm em luôn đi. Cho thêm cây nữa đi. Chị Thuận ok, thì lấy ba cây đi. Em giữ. Lên chuồng đi. Khà khà, rồi 2 tỷ số 21. Dáng xưa đi, rồi 22. Bông gì đợt trước gì? Bông gửi đợt trước dập hết hả? Dạ. Chị chụp hình chị gửi, có em hỗ trợ nha chị. Nhiều cái ghế thùng hàng gửi bưu điện nó cũng quăng nên là có cái rủi ro của nó. Giờ tỷ xíu hai đều rồi đó. Giờ ai lên cái comment cái gì cái em lên cái đó nha. Bây giờ hai người kêu dáng xưa, hai người kêu chuồng chuồng rồi đó.
ai comment trước cái là tỷ số luôn, quyết định ai nha, lên cái nào chôn rồi thôi lên chuồng luôn. Hên quá, lên chuồng luôn. Rồi, cảm ơn mấy chị, nói vui nha anh chị, nói vui nha. Rồi, cây 3 cây 250, còn 2 cái rước giùm em cái đi rồi em lên chuồng cho. Còn 3 cái, còn 4, còn 7 cây lận bà con ơi. Rồi, chị Nguyễn Ruby chuồng luôn, 42. Chuồng luôn, 52. Rồi, thắng rồi, chuồng thắng rồi. Lên chuồng sổ đi mấy chị. Em nói cái anh đó, anh chiên móc chớp thôi mà. Mà giờ anh chuyển qua hàng 3 rồi. Cắt hết rồi. À, còn đen rô lai cát có nụ không? Chưa hết rồi chị Ánh Nguyệt ơi, hết rồi. Nó nằm lẫn lẫn tùm lum, em cũng biết chị comment chị chốt hai cây đó. Để con lai cát có không, mai có ai xả đơn không? Tại có một số đơn còn rớt lại chưa có khui ra. Nếu mà còn thì em gửi cho chị Ánh Nguyệt nha, ghi chú cho chị thêm đi. Hai cây đen lai cát. Em còn 7 cây à, rước giùm em cái đi, em qua cái chuồng liền. Hồ đẹp đại đang hoa không xốp, cuối tuần có hào đẹp hàng vòi nha. Còn hào đẹp đại đang có bông nở 3-4 bông thì em hiện tại đang có màu vàng. Màu vàng thôi nha, với cây ba màu. Màu tím. Chị Thu Bùi cũng đòi chuồng nó. Rồi ok, lên chuồng luôn nè. Rồi còn 7 cây rước giùm em cái đi, 2:30 nè. Rồi về ghép anh chậu chị. 3 cây gặp đơn, cảm ơn chị Lê Lê Thị nè, cảm ơn rất là nhiều, cứu vớt đời em còn 4 cây. Giờ chơi chiêu năn nỉ, chơi chiêu năn nỉ 1 cây, 2 cây. 3 cây. 4 cây. 4 cây. Rồi lên chuồng đi cưng, chuồng. Đẹp. Sổ. Anh chị nào thích mà chơi bông, có bông bây giờ, thích hàng nhú vòi để sổ cũng có luôn nha. Em lấy thêm cái rổ nhú vòi, tại có một số anh chị sẽ thích hàng sổ. Anh chị muốn sổ thì em sẽ lấy hàng nhú vòi, mình sẽ lấy hàng nhú vòi. Còn món nổ bông rồi cũng có luôn nha. Có nguyên một cái lô nhú vòi chị mà. Có. Chưa. Có mà. Ca em còn 4 cây bà liễu anh chị, 4 cây bà liễu thôi. Ai rước em đi rồi em qua chuồng này, ra chuồng nha. Chuồng. Em để đây. Bà liễu. Còn có 4 cây. Nở nào để lại anh chị. Nhớ gửi nụ đừng gửi bông nha, chị Nguyễn My. Ghi chú. 4 cây luôn, cảm ơn chị Yến Lê rất là nhiều. Chị cảm ơn chị cứu vớt đời em 4 cây. Cảm ơn chị Yến Lê, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi em lên chuồng. Mặt bông chuồng không chớp. Rồi cho con mặt bông chuồng chớp. Từ từ em cho con mặt bông chuồng chớp. Chiều quảng cáo cây gì lạ. Cái gì lạ ta? Trời sao cái nào cũng nhiều bò vòi chứ. Nè, combo 3 cây. 3 cây 210.000. Đúng 70.000 một cây, không hơn không bớt. Anh chị lấy 3 cây em cũng không bớt được. 70.000 một cây nha anh chị. 3 cây 210.000 nha. Đúng 70.000 một cây, lấy 3 cây cũng không bớt 10.000 nữa. 3 cây 210.000. Em cho anh chị coi mặt bông thử chớp. Chị Thương Mùi, bé Yến nó đăng á. Chứ em không có vô, thử em cũng chưa coi vô tường luôn. Có rất là nhiều dòng mới nè. Có sơn thủy tiên, có chuỗi ngọc. Có chuỗi ngọc quá chị. Chuỗi ngọc rừng nè. Chắc là chiều Yến đăng chuỗi ngọc á. Em cho anh chị coi mặt bông của chuồng sổ chớp và không sổ chớp nha. Đợi em xíu. Chuồng chớp, anh chị muốn bắt sổ chớp thì anh chị lấy hàng nhú vòi, vừa chơi Tết luôn vừa bắt chớp. Còn chị muốn chơi bây giờ, ghép chậu bây giờ, vừa ngắm hoa bây giờ thì lấy hàng nở thế này. Chuồng. Em nói có những người chỉ tầm kiếm những nhà vườn tầm lấy nguyên lô vậy mấy anh chị, xong rồi nở lên
nụ lớn bắt đầu bắt chớp, bắt còn lại bắt đầu mới đẩy nó ra. Em thì không có thời gian làm mấy cái đó, nên là đợt hàng vòi anh chị muốn lấy hàng nhú, anh chị cứ việc lấy, em vẫn sẵn sàng chia sẻ nha. Rồi em xíu chuồn chớp, đây mặt bông của cánh chuồn chớp và chuồn không chớp, 70.000 một cây, giá nguyên xì không có bớt nha. Anh chị lấy mấy cây cứ nhân lên thôi, 70.000 một cây. Mua 3 cây về ghép rất là đẹp nha. Mặt bông của khi chuồn nó sổ chớp như thế này và rất là dễ sổ chớp luôn anh chị, đặc biệt là cái dòng nắng chuồn chuồn này, tỷ lệ sổ chớp rất là cao. Cái anh đó vườn ở quận 9 đó anh chị, là chuyên bắt chớp thế này, lấy nguyên lô. Em nói cho chị, những cái lô hàng Thái anh chị, anh lấy nguyên lô luôn, ở Việt Nam không có, thời điểm đó là không có. Anh lấy nguyên lô và anh để sổ lên, để nụ to anh bắt chớp ra, còn lại là anh bán, anh tính hàng màu. Đó là chuyên bắt chớp nha. Cây chuồng nó có chớp nên nó giá trị nó cao. Giá là 70.000 một cây, đi combo 3 cây 210.000, chứ em cũng không bớt được, giá 70.000 là sát rồi ha, không có bớt được nha. Chớp như thế này rất là đẹp, chớp nó lên nó đẹp đó anh chị, cái kiểu bông nó rất là đẹp. 70.000 một cây nha, em chốt đơn nha, cũng có ít, nhớ gửi nụ đừng gửi bông. Ok, chị Yến Lê rồi. Ben Soda ở phía sau bao nhiêu tiền? 290 một cây, 280 một cây á chị Ngọc Châu. Chị Thu Bùi 3 cây, chị Thu Bùi lấy hàng nở hay hàng vòi? Hàng vòi mới nhú nha, anh chị nói rõ giùm em. Em chốt 3 cây cho chị Thu Bùi. 3 cây cho chị Thu Bùi nè. 3 cây cho chị Thu Bùi nè. Rất là đẹp luôn nha mấy anh chị, rất là đẹp nha. Chị Thúy Võ là thích cây nhiều hoa, nở hoa. Chị Thí Võ thích cây nở hoa, mới nở hai bông cho chị. Chị thích nở nở bung hết luôn á. Lộc ơi, chị Thí Võ một cây nhiều vòi nở hoa. Nhiều vòi nữa hả? Cây này căng dữ, lấy cho chị cho Thí Võ cây này nha, cây này cho chị nha, được hai cái vòi. Em cũng bán không có điếm vòi mấy anh chị nha. Chị Yến Lê 3 cây chuồng nụ. Ok chị, 3 cây chuồng nụ chị Yến Lê. 1 cây cho chị Yến Lê, có em nè, 2 cây nè. Anh chị còn lấy mới nhú cũng có hàng Tết luôn nha. 2 cây cho chị Yến Lê. 3 cây cho chị Yến Lê à. 3 cây cho chị Yến Lê nha. 3 cây 210.000. Cái đó của chị Thí Võ. Chị Nguyễn Ruby 3 cây chuồng nụ. Ok chị Nguyễn Ruby. Khách thích nụ nè. Có vòi ngắn xíu này, hàng Tết nữa mấy anh chị, có vòi ngắn nữa nha, anh chị cứ nhắn hàng vòi ngắn, nụ hoặc nở em sẽ chọn cây cho mình nha, cố gắng chọn cây theo yêu cầu của mấy anh chị trước nha. Chị Nguyễn Ruby 1 cây không có chúng là chớp nó đẹp lắm chị. 2 cây, 3 cây, 3 cây cho chị Nguyễn Ruby 3 cây 210.000 nha, 70.000 một cây, 3 cây cũng không có bớt giá được nha. Chị Hoa Xì Trâm 3 cây chuồng vòi, mới nhú vòi. Ok chị, có hàng nhú vòi luôn. 3 cây về bắt chớp chị Xì Trâm ơi. 3 cây chúc, 1 cây cho chị Xì Trâm nhú vòi, 2 cây lầm nhú vòi. Bạn lấy kêu đều coi. Em kêu nó lấy đều đều. 3 cây cho chị Xì Trâm, 3 cây cho chị Xì Trâm nha. Nhú vòi bắt chớp hàng chơi Tết luôn. 3 cây 210.000, 2 cây lùm nụ to. Nó tương đối chị nụ to hả? Nụ to. 1 cây cho chị Trương Ngọc Liên nè. 2 cây cho chị Trương Ngọc Liên nha. Mới nở có 2 bông còn nụ nha. 2 cây cho chị Trương Ngọc Liên nha. 2 cây 70.000 một cây anh chị ơi, 70.000 một cây thôi nha. Chị Thu Bùi lấy hàng nụ hả? Lấy combo lại 147 lại anh hai ơi. Lấy 3 cây nụ. Còn cây nở với cây hàng nhú vú mới nhú anh chị ơi. Hả? Từ từ nha. Đừng manh động, từ từ. Từ từ, 70.000 cây thôi mấy anh chị ơi, 70.000 một cây chuồng về bóc chớp, ai thích chơi Tết cũng có luôn. Em rất là ưng cái màu này cho nên là tâm đắc quá.
về đủ size đủ kiểu hết, ba cây nụ đổi cho chị Thu Bùi luôn. Trời đẹp quá trời luôn á, lâu gì mà đẹp dữ không biết. Một cây cho chị Thu Bùi nè, mới nở có 1-2 bông nha, trần nụ cho mình 2 cây. 3 cây cho chị Thu Bùi nè, 3 cây cho chị nha, cho Thu Bùi 3 cây 70 ngàn cây thôi. Chị lấy sổ mà, à chị Trương Ngọc Liên lấy mối nhú đúng không? Vậy chị nói nhú em em. À, hoặc là như vậy là đề sổ sổ em cũng chưa có coi cái búp đó nữa, chị không có thời gian đâu, về cả ngàn cây không có lấy thôi khỏi, đổi cho chị, đổi cây nở nhiều. Nở nhiều cho cô Thí nè, một vò nha. Rốt thân tơ mới cho mình nha. 137 đổi nè. Đó, như anh Hồng Tuấn là comment là em ưng cái bụng nè, ảnh thích nè. Chị Thí Võ thích cây như vậy nè, cho chị Thí Võ nè. Đó, nở như thế này thì chị chịu nè. Ưng cái bụng nè. Bây giờ anh anh Diễn lấy nhú vòi. Chị Yến Lê lấy nhú luôn hả? Rồi, muốn nhú thì em có nhú luôn. Anh Hồng Tuấn 3 cây, nhú vòi 1 cây. Cái này nó không có nhú cưng à. Gì? Này không có nhú, nó gãy vòi hay gì đó. 1 cây. 2 cây. 2 cây cho anh Hồng Tuấn nha. Này 3 cây cho anh Tuấn nha, 3 cây 210 ngàn anh Tuấn ạ. À. Chị Yến Lê số 73 đổi hàng nhú luôn. Ok. Nó mới có là hộp bóc thôi anh chị, mới hộp bóc thôi nha. 2 cây chị Yến Lê đổi nè, 3 cây cho chị Yến Lê, 3 cây cho chị Yến Lê nha, 210 ngàn. Đóng thùng có thể ghi chú tên hoa giúp chị được không, để chị ghép. Ok chị, ghi chú là ghi tên cây. Những anh chị mà muốn em ghi tên cây thì chị nhắn như vậy là ghi tên cây. Thì khi em chốt đơn em sẽ ghi chú lên tiêu của mấy bạn sợ cây. Nụ chưa nở, nụ mà chưa nở có luôn. 1 cây 2 cây cho chị Kiều Tiên. Chị Kiều Tiên cho em thêm cái địa chỉ với chị Kiều Tiên ơi. 3 cây nè, mới nở có 1 bông nha, còn đang nụ cho chị nha. 3 cây thì chị Kiều Tiên. Shop xem Messenger dùm với chị Vân Trinh hả? Đăng like chị Vân Trinh đây. Ê, chị Vân Tinh dặn gì thứ năm chốt gì đó với mấy cây chiều chị chốt gửi chung. Cây nở 2 vòi, dạ đúng rồi, của chị thấy 2 vòi. Nở 2 vòi. Ghi tên cây, chị Yến Lê ghi tên cây số 73, ghi tên cây. Chị nhìn cây nó đẹp gì đâu luôn trời. Đây. Đây, 3 cây thế này 210 ngàn chị. 3 cây 210 ngàn nha, 3 cây 210 ngàn. Em nhớ cái đơn của chị mà thứ năm gửi. Cây gì em đang lên chuồng chuồng á, chuồng chuồng á anh Thanh Quỳnh ơi. Chị Thanh Quỳnh ơi, 3 cây thế này đang có mầm con mà mấy anh chị. 3 cây này 210 ngàn, đúng 70 ngàn một cây, không bớt, chắc như bắp luôn á chị. Giá chắc như bắp. Dạ chị, ok chị. 3 cây 210 ngàn nha anh chị nào có chốt 3 cây này chốt giùm em 210 ngàn. Chị ghép chậu rất là đẹp nha. Mặt bông rất là đẹp. Đây là mặt bông mà không sổ chớp nha. Đó, không cho chớp nên chị nhìn mặt bông nó đẹp chưa? Nó giờ nó ra giống chuồng chuồng mới, nó cánh nó to hơn anh chị, to hơn cánh cũ rất là nhiều. Cánh to hơn mà đẹp hơn. Nó có pha trắng trong trắng tím phối màu, nó ra cánh hồng rất là đẹp nha, tím hồng rất là đẹp. Còn anh cho anh chị coi cái dòng cái mặt bông sổ chớp. Chuồng sổ chớp nó ra như vậy. Anh chị nào muốn chơi Tết bắt chớp thì em có cái hàng à. Hàng nhú vòi cũng có luôn. Đây mặt bông sổ chớp nha. Khi mà nó sổ nó ra chớp như vậy. Rất là đẹp. Cánh là đẹp lắm. Cho nên Hồng Tuấn cho địa chỉ ở Đồng Tháp. Ghi tên cây giùm anh. Ok anh.
anh có hai cây kia với hai cây này mà dễ nhờ. Trên bio em có ghi tên, có anh có chuồng với lại thỏ mà, thỏ hồng mà, dễ mà, dễ nhìn. Còn anh chị lấy nhiều quá không biết tên đó thì đi lộn cây á, anh chị muốn về ghép thì nhắn cho em trước để em ra bio nha. Còn ít cây nhú vòi thôi, lựa cho ba cây nhú vòi. Đây mặt bông rồi em lên cây nhú vòi, cái thằng lính nó bóc cây nó. Ok, có cái nó gãy bông luôn chị. À, chị Kiều Tiên cho địa chỉ ở Hòn Đất rồi, không có gửi được rồi chị Kiều Tiên ơi. Để xe chị Kiều Tiên ơi, Hòn Đất có đơn của khách em không gửi được nè. Chị Lê thì Lê chị Lệ ba cây nhú vòi, một cây cho chị Lê chị Lệ nè, hai cây. Trời nên tới nè, nó gãy ở trên này, nó ra vòi đây, nó ra vòi đây, cái độ này nó ra vòi bông liên tục nha anh chị. Hai cây chị Lê chị Lệ. Ba cây nó hột bắp ở trên nè chị Lệ ơi, hột bắp rồi nha. Ba cây cho chị, ba cây 250. Chị Phúc Mai ba cây nụ nhỏ. Ok, nụ mà nhỏ cơ. Một cây, một cây, hai cây. Lấy chưa nở đi nha, gọi là chưa nở đi nha chị. Ba cây cho chị Phúc Mai nè, ba cây. Chị Kiều Lê ba cây thỏ hồng. Chị Kiều Lê Hòn Đất em gửi không được. Chị Kiều Lê ơi, hình như không được á. Xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Em ghi chú lại coi không có cách để tìm đường gửi xe Tô Châu Vận Tải Sài Gòn nha. Em chốt cho chị Phúc, chị Phúc Mai ba cây nè. Phúc Mai ba cây. Lấy ba cây thỏ hồng cho chị Kiều Tiên. Chị Kiều Tiên chờ xíu nha, em lên thỏ hồng cho chị. Em thấy da da trắng sao camera, trời ơi con mắt bà tỏ thấy sợ không. Làm gì có da da trắng là sao. À trắng trắng tím á, có trời. Cái chuồng chuồng á chị Yến. Yến đâu rồi, hôm nay không like. Yến nghỉ 3 ngày lên chị Ngọc ơi. Yến bị ra 3 ngày về quê rồi. Cho em xả cây hồ điệp nha. Cuối tuần em chốt hàng có vòi nha. Ok chị. Mấy thứ luôn. Ok ok anh Yến hôm nay về quê mấy anh chị ơi, nghe em like nha. Chị Kiều Tiên ba cây thỏ hồng. Ok chị Kiều Tiên, 130.000 một cây thỏ hồng như thế này anh chị. Ra chậu bán anh chị khoảng tầm 1 tháng thôi. Em nói 1 tháng thôi là cầm trong tay cái chậu này phải bán từ 2.2 trở lên tới 250 nha. 1 tháng nữa thôi nha. Đó, ba cây cho chị Kiều Tiên nè. Một cây 130 em bán sale á, 150 lận á em bán sale. Hai cây cho chị Kiều Tiên một lùm luôn nha. Ba cây 130.000 một chậu nha. 130.000 một chậu, ba cây cho chị Kiều Tiên nha. Cảm ơn chị Kiều Tiên cho địa chỉ. À, em lên chuồng chuồng khác nha. Anh chị nào có chốt chốt combo giùm em. Một cây, hai cây, ba cây. Ba cây thế này là 210.000 một thỏ hồng cho chị Lý Nguyễn Khắc nè. Chở em vẫn nhận được nha chị. Ok chị, vậy em cảm yên tâm, em cảm ơn chị Lý Nguyễn Khắc. Một cây 130.000 cho chị Lý Nguyễn Khắc mà. À, cái này có mầm cho chị luôn, 2-3 mầm với chân luôn, 1-2-3-4 mầm luôn cho chị Lý Nguyễn Khắc nha. Ở đây đây em thấy phía trên nó hơi ít thân nhưng mà em nhìn lại dưới gốc đó, 1-2 gốc 3 gốc 4 cái mầm luôn á chị. 1-2-3 cái mầm, 3 cái mầm cho chị Lý Nguyễn Khắc luôn nha. 130.000 chốt em ba cây đồng tiền, cây dáng xưa em xuống nha. Cho em ba cây dáng xưa. Ok, lấy ba cây dáng xưa cho chị gì luôn. À, chợ bự em lấy một chậu thôi hả, một cây. Ok chị Kiều Tiên bớt lại, lấy một cây thôi. Cái chậu ba cây thỏ hồng á anh hai, bớt lại hai cây lấy một chậu. Chị Phụ khi nào chỗ em đi được đơn chị báo em đó nha, để biết mua cây nha. Dạ chị Hiền, cái răng phường Hưng Thịnh, cái răng
Bữa còn là lết lết qua đi xe, giờ ra xe luôn, nó cũng đuổi về luôn, không gửi được. Gia Gia bán sao 220 ngàn một chậu, chị Bảo Trần ơi, 220 ngàn chậu lớn. À, có vội không? Có vội không? Dán xưa hàng lá nha chị, dán xưa hàng lá. À, lấy một, xả hai. Mấy cây trước tiết ghê. Đây, cây nào cũng đẹp mà. Chị Diễm, cây nào đẹp mà. Nãy giờ em mới lên là Sơn Thí Tiên. Với lại mới lên chuồng chuồng thôi, với bà Liễu. Bà Liễu. Ba cây này 210 ngàn. Anh chị nào có chốt chốt giùm em, giá 70 ngàn một cây. 70 ngàn một cây nha. Ok không? Bậy. Xin nó ba bên này nè, nó nằm bên này nè. Dán xưa, cái đó không phải. Đó là chanh chao đó, chanh chao đó. Chao vàng bỏ đã lại, nó nằm phía bên 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 tay phải bên vàng hồ điệp á. Hay gì đó chị nhớ vậy, hay là dán xưa, cây dán xưa. Kêu cậu ba bên đi. Có hồng đỏ nữa mấy anh chị. Hoa hồng đỏ nha, cây lùm. Em bán là cây lùm. Hoa hồng đỏ cây lùm. Có nữa nha. À, hứa với anh chị là khoảng 10 giờ rưỡi em sẽ lên hàng sale. Anh chị nào có ý định lên hàng sale thì lấy cái kẻ con nha, cho chị chậu da da đẹp. Chậu da da thân cao thế này giá là 220 ngàn. Chào chị Phạm Quỳnh Như. Chị Kiều Tiên lấy chậu da da 220, em cảm ơn chị Kiều Tiên. Chuồng chuồng đẹp quá mấy chị, đẹp quá trời. Ba cây về ghép chậu đẹp. Em lên cái dãy hạt khác cho anh chị coi. Rưỡi bản nhà hạt phát như thế này, về để làm bông Tết anh chị. Nhà hạt phát là bông ngay Tết nha. Đó, cây này bản như thế này 250 ngàn. Cây đang hoa tím vậy bao nhiêu? Cây đó ở phía trên là 250 với lại 320. 350 em tính sale 320 đó. Đó là thuận buồm xuôi gió, còn gọi là CCRS nha. Bản nhà hạt phát thế này, dài như thế này, giá là 250 ngàn nha anh chị. 250 ngàn bản giá hạt pháp như thế này, 250 ngàn. Anh chị nào có chốt chốt nghe em 250 ngàn chậu này nha. 250 ngàn cho bản giá hạt pháp như thế này, 250 ngàn nha. Thầy dán xưa, hàng học bóc hết đúng không? Hàng học bóc hết nha anh chị, hàng rú rồi học bóc dán xưa hết nha. Hàng bóc hàng Tết. Banana vô chuối hết rồi. Lớn để ngồi ngủ rồi. Ok ok. Cái chậu chậu đó đi. Cái pallet. Để chị gì nãy giờ hứa chị nãy giờ còn chậu nè. Chậu này chậu to. Chậu to nha mấy anh chị. Chậu pallet này 800.000. Chậu pallet này 800.000 nha anh chị. 800.000 nha. Hàng chậu to. Chứ không phải chậu nhỏ mà 400 mấy như hồi kia. Chậu này hàng chậu to 800 ngàn cho chậu violet nè. Violet nha. Chậu một lùm luôn. Người ta bán trên triệu. Không bằng cái này. Chậu này 800. Anh chị nào chốt chậu violet 800, chị gì hỏi em nè. Xây cho mình coi nha. Đây, rất là đẹp nha chị. Rất là đẹp nha. Chậu này 800 ngàn. 800 ngàn nha.
đồng tiền xanh. Hai người là một. Biết anh biết cái chị Trung Nguyễn ở Tiền Giang không? Đây, chậu này 800 valet 800 nha. Chậu to lùm. Chị ơi khỏe không? Em muốn đặt chậu lan 2-3 cành. Chậu này 800 ngàn. Đang u nách rất là nhiều anh chị. Đây nè, rất u nè. Đây nè, đang vội luôn rồi. Lên vội luôn là chứ không phải u nữa anh chị. Lên vội luôn rồi nè. Chị chậu hồi chiều chị làm mấy trăm á? 150. Chị lấy chậu to ok chị, em đổi cho chị chậu 800. Cảm ơn chị. Chị Phúc Mai chốt hả? Chị Hoa xì trâm đổi rồi. Ừ. Chà. Chị Phúc Mai ơi, còn chậu nhỏ à chị? Còn chậu nhỏ. Em còn chậu chị kia xả ra thôi. Chậu 4,5. Chị comment sao á? Bếm đêm, bướm đêm em chưa có nha anh chị ơi. Chờ em xíu. Xử cái đơn này cái. Em xử cái đơn này cái xíu, chờ em xíu anh chị. À, cái đơn này đặt cắm chậu. Màu này nhiên bé. Chậu vàng hả? Nè nè nè, đang cặp cắm chậu 3 cây. Đợi đợi em xíu nha. Khách đặt cắm chậu. Em bên em vẫn chuyên về dòng cắm chậu nha các chị. Anh chị ở Sài Gòn có tặng quà sinh nhật hiếu hỷ gì là bên em có tặng nha. Mấy anh chị chặn cẩn thận nghe, đang bị ăn cắp đơn. Hôm nay em chốt đơn nhiều lắm mà sao trưa nay gọi điện nói là em chốt có 3 cây mà cũng không đúng vậy. Thôi đừng gửi nha. Hóc môn không đúng. Bên em giao dịch shop là chủ yếu là số của em 0989880722 và cái số 0898453868 là số hotline của bên em, chủ yếu giao dịch trên hai số đó nha mấy anh chị. Cho nên là có cuộc điện thoại nào của shop hoặc của người khác, số đó không phải của shop Hoa Lan. Với bên em có shop Hoa Lan, khi chị nhận hàng là có cái logo ở trên cái bill luôn. Nên đang có hiện tượng là một số người dùng gửi hàng, lấy thông tin của khách rồi gửi hàng. Cho nên là đang cảnh báo trong hệ thống của shop Hoa Lan Việt Kim. Cho nên chị nào có chốt đơn cho đêm là chốt qua Messenger, Facebook shop Hoa Lan Việt Kim. Hai là có số gọi điện thì số chỉ có số của em phải là số hotline thôi. Rồi bạn gọi 3868 đuôi. Chi nhánh 2 cũng vậy, gọi bằng những số hotline. Với lại hàng bên em là có cái logo. Hàng có logo nha. Cái bill có logo. Có chậu ben đẹp 500 không có chị Liên ơi, chưa, chờ em mấy hôm nữa đi. Rồi em lên cái này cho mấy anh chị nha. Cái dáng xưa chị gì hỏi em nè, em lên hàng Tết nha mấy anh chị. Dáng xưa là hàng mới lú hạt bắp thôi. Dáng xưa em cho chị coi mặt bông, cho chị nắp kích bông ok chị. Giờ hàng mới lú hạt bắp thôi mấy anh chị. Giá anh chị đi lẻ một cây này là hàng Tết nha mấy anh chị. Em bán này là hàng Tết nha, hàng mới lú hộp bắp thôi. Anh chị đi combo giùm em nha. Lấy lẻ là 60 ngàn một cây. Anh chị đi combo 5 cây 250 ngàn nha. 5 cây 250 ngàn dáng xưa. Em bán hàng Tết nè, chú vòi nhặt bông cho anh chị coi mặt bông của dáng xưa.
Bên 500 em chưa có nha. Ba cây này nha. Ba cây ba vàng ba đỏ. Ba vàng ba màu, ba cây 600.000. Cho anh chị coi mặt bông của dáng xưa. Này là hoa Tết nha. Chị hỏi em là sẵn em lên luôn cho mình hình hoa livestream. Livestream. Cái đầu đây mặt bông của dáng xưa. Đúng mang ý nghĩa bờ rào luôn nha, dòng lan bờ rào. Đây, dendro bờ rào mà nó đẹp nha chị. Đó, rất là kêu xa luôn nha, mặt rất là đẹp. Rồi cái là người ta đặt cái tên rất là mỹ miều dáng xưa. Tên gốc nó, tên của bên Thái người ta cái mô người ta đặt nó tên là bóp ai nha chị. Bóp ai nha. Rồi là dáng xưa. Anh chị lấy lẻ 60.000 một cây, lấy 5 cây là 250.000, còn 50.000 một cây nha. Mặt bông của dáng xưa, cái hình này là hình của em chụp tại vườn nha. Mặt bông của nó là dạng cánh chớp nha anh chị, rất là đẹp, dạng cánh chớp nha. Em bán là hàng nhú vòi Tết, em đang bán với anh chị là hàng nhú vòi Tết nha. Mặt bông nha, ít thôi, sẵn lên anh chị. Bà Liễu sao bao nhiêu tiền chậu? Ở con nè, giờ kêu hết. Bà Liễu đó là ba cây 250 á, yeah, chị ơi, ba cây 250. Và yeah. 5 cây dáng xưa cho chị Phúc Mai, ok chị, em lấy hàng lú vòi cho mình nha, hàng Tết nha. Hàng lú vòi hoặc bắp này, hàng mới lú vòi hoặc bắp thôi anh chị. Một cây, hai cây cho chị Phúc Mai. Anh chị lấy lẻ là 60.000 nha. Anh chị lấy lẻ 60.000. Lấy 5 cây là còn có 50.000 nha. Lú hạt bắp nha, ba cây lú hạt bắp với hàng lùm em bán bằng giá nha. Lú hạt bắp với hàng lùm luôn nha, anh chị nào muốn lấy lú hạt bắp và lấy lùm cũng có nha. Đây cái cây này chưa có đúng mà. Ba cây, bốn cây, năm, sao đủ 6 cây cho chị, 5 cây cho chị Phúc Mai nè. 5 cây cho chị Phúc Mai. À ok, chị gái hội đào 2 cây nhé. Ok chị. Một cây, nó đang lú rồi nó lên là 2 cây. 2 cây cho chị gái hội đào nha. 60.000 một cây, 2 cây cho chị gái hội đào. À, một cây dáng xưa có vòi, đang có vòi hết, em đang bán hàng có vòi, lát có bán hàng lá nữa mấy anh chị, có vòi nữa nha. Một cây dáng xưa cho chị Ngọc Linh Phạm, 60.000 một cây. Damari em hết rồi, hết Damari anh chị, hết Damari nha. Cho ba cây sao bạn, cho cây, cho ba cây ở phía sau bạn, ba cây, cho ba cây sao bạn, ba cây là 180. Ba cây 180. À, chị Kiều Tiên, ba cây dáng xưa. Chị kiếm lúc hồi bắp nó có hàng lá nữa, chị bán hàng lá luôn á chị. Rồi gửi cả hàng lá luôn. Ba cây phía sau, ba cây bà Liễu cho anh. Anh gì nè, chị gì nè. Em lấy hàng nướng là chị đi. Lựa hàng nướng rồi lấy cái rổ lên để nướng. Một cây bà Liễu. Rồi xong luôn. Ba cây bà Liễu 250.000, còn quên cái khay ở phía sau em tưởng hết rồi. Ba cây bà Liễu cho tô sách nha. Tô sách ba cây bà Liễu 250.000. Này chốt chưa? Chưa. Có một cây đó. Cây này. Có rồi. Chị Kiều Tiên chó chưa bé?
Chị Thu Bùi. Giờ tới Thu Bùi. Thu Bùi hai cây giáng xưa, lúa vòi. Thằng lá anh chị ơi. Đứng đứng ngọn, thằng lá đứng ngọn. Không có nhiều, em tưởng là vườn gửi lên hàng nhú vòi nhiều, cuối cùng là ít nha. Cho nên là có nhiều trên tàu comment em sẽ chốt từ trên xuống nha, hai cây cho hai cây lúa vòi cho chị Thu Bùi, hai cây lúa vòi 60.000 cây nha, lấy lẻ 60.000. Chị Kiều Tiên ba cây giáng xưa, anh hai ơi, anh hai còn anh Tư ở đây lựa phụ cho. Cái này không có rồi, trời ơi. Kiều Tiên ba cây, hai cây, ba cây và Kiều Tiên nha, ba cây 200 hạ, ba cây là 180 nha, 60.000 cây. Một cây cho chị Đặng Tường Vi, 149 cho chị Đặng Tường Vi đang lựa nha mấy chị. Em có bán hàng đứng ngọn nữa nha, đứng ngọn tí xíu em cho cái giá sau. Hàng đứng ngọn nữa, hàng lúa hoặc bắp riêng nè, 149 một cây. Tới ai đây, 60.000 một cây anh chị lấy. Ba cây bà liễu nụ cho chị Kiều Tiên. Nụ còn không chị? Em còn mấy cây nở hả chị? Còn mấy cây nở thôi. Hả, bà liễu còn không? Bà liễu còn, còn. Vậy nó kêu hết. À, em còn giáng xưa nha, đợi đang đợi lo lôi cái thùng bà liễu kia ra nữa mấy chị. Một cây vú vòi có hàng lá nè, em báo giá hàng lá đứng ngọn luôn mấy chị, đứng ngọn hết rồi, đứng ngọn hết rồi nha, là lá đứng ngọn hết rồi. Ba cây bà liễu cho ai nè? Kiều Tiên, chị Kiều Tiên ba cây bà liễu 250 cho chị Kiều Tiên, ba cây bà liễu 250 cho chị Kiều Tiên nha, em cảm ơn chị. Chị Thí Võ cây bà liễu hình như nãy có rồi phải không? Thí Võ 137 có bà liễu chưa? Nở hoa bồi dài. Nở hoa bồi dài chưa? Chưa. Ok chị, nở hoa bồi dài. Đây. Nó như vậy rồi, nó không có bồi dài nữa chị ơi, bông bối ha. Em lấy cho chị cây có mầm này được không? Nó còn mấy cây này. Nha. Chị Thí Võ một cây nha. À, lấy lẻ là 85.000 một cây. Chị Thí Võ một cây có một cây con cho chị nha. Chị Thí Võ. Hết rồi. Rồi. Cho xem mặt hoa Phượng ơi. Ok chị, giá xưa như nào cho em xem với. Chị Nguyễn Tú chờ em cho coi mặt bông nè. Em lấy mặt bông của giá xưa. À, giáng xưa là anh chị lấy 5 cây 250, lấy lẻ 60.000 một cây nha. Em đang bóc hàng vú vòi với hàng lá luôn, em đi hàng lá luôn nha mấy anh chị. Nàng lá. Lá giờ đi nhiêu vậy trời? Nó giao cho mình, nó giao hàng vú vòi đi đấy hàng lá luôn. Được chưa? Mặt bông của giáng xưa nha mấy chị, mặt bông của giáng xưa đó, ghép cho bờ rào nó rất là đẹp. Đây mặt bông của nó dạng cánh chớp nha, em đang tính coi là lấy hàng lá anh chị là tính giá bao nhiêu. Hàng lá đứt ngọn 25, 25, 25. Rồi. Suy nghĩ. Suy nghĩ. Hai chân phía sau cây màu tím đó, đó là cây Cesaret, 250.000 một cây với 320, chậu lớn 320, chậu nhỏ 250. Hàng lá anh chị lấy hàng lá là
5 cây 220.000. Anh lấy hàng, anh chị lấy hàng hộp bắp là 5 cây 250 nha. Lấy bán gián xưa nha, 5 cây 250. Anh chị lấy hàng lấy lẻ 1 cây hàng lái này là 45.000 một cây. Anh chị lấy lẻ là 45.000 một cây nha, hàng lá 45.000 một cây. Lấy lẻ hàng lú vòi một cây là giá là 60.000 một cây. Đi combo 5 cây này là 220 nha. Còn hàng nhú vòi 5 cây là 250 nha. Em có hàng lá nữa nha. Rồi nào chớp đan hoa không? Chớp đan hoa thì hiện tại em đang có hổ mang thôi, hổ mang chớp nè. Em sẽ lên hàng hộp bắp còn được mấy cây nữa. Hết rồi. Rổ đó hả? Hàng hộp bắp hết rồi nha. Còn như hàng lá không nha, hộp bắp còn có mấy cây thôi, hai combo thôi. Em sẽ lên hai combo hộp bắp nha. 5 cây 250, anh chị nào tranh thủ chốt nha. Cesaret hàng lá không có ạ. 1 cây, 2 cây. 3 cây hàng bắp, hàng hạt Tết nha anh chị, hàng một bắp, hàng bông Tết nha. 3 cây, 5 cây 250 nha. 4 cây. 5 cây 250. 5 2 cây 150 nha, 5 cây 250. 5 cây 250, Cesaret hàng lá không có. Có hồ điệp cắt ngọc hoa không có, Tránh Dương ơi. Một lần xả cắt ngọc là lần tan nát, có tan thương đi hết rồi nha, không có nha. 3 5 cây này 250, ai chốt hộp bắp chốt giùm em nha, giáng xưa hàng hộp bắp hồng ông Tết. 3 5 cây, 3 cây giáng xưa cho chị Thanh Kim, anh chị lấy lẻ là 60.000 nha. Hàng hộp bắp là 60.000. Anh chị lấy hàng lá thì nó là có 50.000 thôi. Anh chị lấy hộp 45.000 anh chị. Lấy hộp bắp là 60.000, 3 cây là 180.000. 1 2 3 cây nha. Lấy 5 cây 250, lấy lẻ 60.000 nha, lấy lẻ 60.000 một cây. 60.000 một cây. 3 cây hộp bắp như thế này. 3 cây hàng hộp bắp là giá 60.000 một. 5 cây hộp bắp là 250. Em còn 5 cây hộp bắp nha. 5 cây. Xe rồi đó. Xe nụ rồi. Xe nằm nhộng hết rồi. Lấy 5 cây thân cao hạt bắp trên hàng xong anh là hết luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cây cho anh nha. 5 cây cho anh. Hàng như vậy là hết rồi. 5 cây tràn bắp thân cao. Chị Thanh Kim 1 cây hàng lá. Ok, cái đó em có liền 45.000 luôn. Anh chị lấy hàng lá chưa có. Hàng lá đứng ngọn là 45.000 nha. 1 cây cho chị Thanh Kim. 1 cây. Còn 1 cây hàng hạt bắp nha. Chị còn 1 cây hàng bắp 60.000. 45. Hạt bắp này 60.000. Cái này là chờ cho chị Thanh Kim nè, nhắn số lên 268. Một cây cho chị Nguyễn Tú, nhớ số điện thoại dùm em nha, cho số điện thoại địa chỉ lên chị Nguyễn Tú ơi. Một cây cho hạt bắp cho chị Nguyễn Tú nè, 60.000 nha. Rồi em còn hàng lá thôi nha chị, 45.000 cây. Anh chị nào lấy lẻ với chẳng gì cũng tính cho chị giá 45 luôn ha, 45.000 cây. Có ít thôi nha, em sẽ lên một cây. Lá 2 cây. Mai em chụp hình cho mấy chị. Hình như trước em có chụp một tấm hình được mấy cây chớp á. Cây như thế này là giá 45.000 hàng hộp bắp nha, 45.000 cây. Giá là giá mềm xèo luôn á, gọi là mềm xèo luôn á. Tại vì em nhập vô là hàng hộp bắp mà sao vừa cũng giao với mấy cái này, cho nên là thôi bán cho nó hết. Lẽ trả lại vườn. Mình đặt hàng mình muốn rồi mới giao về. 45.000 cây nha. Anh Hoàng Tử Phong Lan để inbox thì mai em chụp hình cây em gửi cho. Như em còn lưu trong máy có hình cây đó. Hạt bắp 45.000 nha, dáng xưa hạt bắp 45.000. Chị nào có chốt chốt em nha, 45.000 cây hạt bắp nha. Mua về ghép chậu anh chị.
45.000 là bao nhiêu? 3 cây 135.000. 3 cây 135 chị rất là đẹp. 3 cây 135. Khuya rồi anh đi ngủ đi, mai em gửi cho. Mai em gửi cho. Xem mặt hoa hả? Hồ điệp 175.000 cây màu vàng đó anh chị. Hiện tại đây màu vàng với cây ba màu là 170. Em xem mặt hoa nè anh ơi, anh cho anh chị xem mặt hoa của giáng xưa. Còn gọi bóp ai nha. Lên dendro tiếp đi. Ok chị Ngọc Linh. Linh thích dendro chờ anh ơi. Em có cây có hoa đó anh chị bán sale đang nở bung bông á. Về mình có thể cắt mặt bông giáng xưa này nha, 45.000 cây hàng lá. Này giao không đúng em mới bán giá này chứ hàng hạt bắp em bán hàng hạt bắp. Cây đó là cây cao trên đó là 320.000 một cây. 320.000 một cây. Rồi. Mới cho xem cái rạc luôn á. Anh comment sao, comment chậm. Em một cây, em có cây anh ba like anh chị. Cây anh ba like. Rồi cũng like rai anh hai nghỉ đi cũng được, còn Lộc xếp từ từ cũng được. Anh chích thuốc bắt đầu thấm thuốc rồi đó. Nghỉ đi. Cây này, cây này 160.000 một cây anh chị. Anh chị nào lấy cây này em tính chị giá 150 luôn nha. Ha. Từ nha, nó bị súng răng rồi. Anh súng hết một cái bông này rồi. Anh chị nào lấy cây này tính anh chị luôn 130 luôn nha, 130.000. Cái bên cam lên thì sale luôn cho. Có mấy cái bên cam, còn hai chậu bên cam chịu cái hỏi 130. Anh chị chốt chậu xe xa anh ba lai này 130. Em đang bán là bán cây giáng xưa chị 45.000 cây. Ờ cây này đẹp quá. Cây này đẹp, cây này 130 nha. Còn cây đẹp nữa nè. Em còn cây đẹp nè. 170 một cây. 170 một cây. 170 một cây nha. Đây. 3 vòi bông, 1 vòi, 2 vòi, 3 vòi bông. Cây này 170. Anh chị nào có chốt 170 chốt 10.000 nha. Chốt giùm em nha, San Ba Lai nha. Thỏ hồng có chậu thiết kế không? Thỏ hồng thiết kế em hết rồi. Em hết. Thỏ hồng thiết kế em hết rồi nha. Thỏ hồng có chợ thiết kế không? Có. Cây đang bán là giá xưa, hồ điệp lá chưa có. Không có nha. Cây này 170. Anh chị nào chốt cây này một lùm luôn, khuyến mãi thêm mấy cọng cỏ nha. Cây này một lùm luôn 170. Anh chị nào chốt cái Sepan Bala này chốt cho em 170.000. Rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Đang có vòi bông tết cho mấy anh chị chơi luôn nha. Cây này 170.000 hàng lùm. Đẹp. Em có hàng 130. Nó hơi bị súng răng. Có một vòi bông bị súng răng. Cái gì? Ăn nhậu cho dữ rồi mày lên mày làm không nổi mày biết tay tao nha. Chưa mai đi thôi là làm. Cho chị Nguyễn Văn Anh hai chậu giáng xưa. À. Ok chị. Thiên Nga hết rồi chị Bạch dạ. Tiết ơi em hết rồi. Lấy cho chị kêu tiền luôn. Lấy gì kêu tiền 170 em cảm ơn chị. Hai cây giáng xưa hạt bắp 45.000. Cho chị gì nè? Cho chị Nguyễn Văn Anh. Nguyễn Văn Anh hai cây. 271 hai cây. Hàng gửi hôm chủ nhật thì bao giờ đến thì thường anh chị ra ngoài đó từ 4 cho đến 6 ngày, không quá 6 ngày, 4 đến 6 ngày nha. Lúc em nhắn tin em có chốt. Chốt 170 đi chị Vũ My ơi, em chốt cái kia rồi. Chị Quỳnh Như hai cây giáng, chị Quỳnh Như là hai cây lùm nha, là chắc kỳ đấy, hai cây giáng xưa đó. Lên ngọc điểm mà chị Ngọc Nguyễn Thị. Ok, có con ngọc điểm em treo luôn nè. Nó đây một cây cho chị, hai cây, hai cây cho chị nha, hai cây cho chị Nguyễn Quỳnh Như 45.000 cây á. 45.000 cây nha.
Nguyễn Bình Như. À, Sài Gòn. 45.000 cây anh chị, 45.000 một cây nha. Đó, 45.000 cây như thế này, 45.000 một cây nha anh chị nào có chốt, chốt thì em 45.000 một cây. Giá rẻ. Gửi cả gửi đi có hư bông không? Thì nói chung em cũng bán cũng là 5-6 năm rồi chị. 5 năm mấy rồi, cũng có kinh nghiệm đóng gói rồi. Nên nhưng cũng có một số cái rủi ro hư gãy dập bông. Thì anh chị cứ phản hồi lại bên em hỗ trợ. Xin hư bông thì em tính hàng lá, trừ bớt lại tiền nha. Thì cũng có một số cái rủi ro vậy, như cái này hàng cây tươi mình đi phải có rủi ro phần trong đó. Như 100 kiện cũng phải có ít nhất cũng phải 5 kiện rồi. À, nó có rủi ro. Thì em đem chị chia sẻ nha. Còn vàng lá là bình thường nha mấy anh chị, vàng lá là hàng cây tươi cây xanh, mình đi tới chỗ vàng lá là bình thường. Chị tiệm tiệm bạc Kim Tiến coi cái cây 45.000 ok chị. Thực ra em đặt cái này là đặt hàng bông á chị, cho nên là nó về này cũng hơi buồn buồn, cho nó bán luôn đó chị, giá 45.000 ít thôi. Có giá này đâu. Mặt bông. Em có giả hạt có gì, có giả hạt Pháp. Giả hạt Pháp có nha. Okay, chị mặt bông chị ghé lấy em đọc cho ghi luôn nè, khổ ghê. Đây mặt bông dáng xưa. Chị nào có chốt chốt em nha, 45.000 một cây như thế này. Rồi em lên cái này cho mình coi. Em lên lại cái quán long, quán long hồi chiều. Anh chị chắc chưa coi thì đưa cây ngọc điểm chị gì hỏi em nãy nè. À có ngọc điểm ký anh chị, hồi chiều bán ngọc điểm ký á, em sẵn em lên cái ký cho mình nha. Ký, đúng không? Cây này 250. Em có hàng ký nha, em bán theo mớ nha. Tại vì cái cột sâu sâu vậy nó khoảng tầm nửa ký là 200.000. Nó khoảng từ 8 cho đến 10 cây. Có ngọc điểm ký nha. Dạ gần. Bay nè qua đây. Cách với cái lộ là tới sân bay rồi. Em ở gần khu công nghiệp Tân Bình đó anh chị, cho nên là gần lắm, bay ù suốt ngày, nghe rất là quen luôn. Có hai cây bên cam nè. Ngày không em lên ngập điểm. Chốt một cây giống xưa dồn đơn cho chị Lê Phượng ok à. Một dáng xưa cho chị Thí Mơ đó, bây giờ hai cây cưng mày sẽ để cái rổ ra đi chứ cất chi không. Anh mười xị chưa ngủ, anh mười xị chưa đủ mười xị chưa ngủ phải không? Lê Phượng chưa có đơn hai cây. Nó nói rồi cất cái rổ đi chị. Thí Mơ một cây 179. Bên cam còn được hai chậu à, còn chậu của ai nữa ta. Chị Lê Phượng một cây 45.000 nha, lấy đấu đơn từ 200.000 giùm em nhân á chị, ít hơn em không có xả đơn nha, tại vì em đã gộp đơn sáng chiều tối rồi, nhớ lấy giùm em đủ đơn từ 200.000 nha. Ngọc điểm là không biết màu, nói luôn không biết màu, ngọc điểm thái này không biết màu, em không có biết màu. Cái này có thể ra màu cam anh chị, theo kinh nghiệm em nha. Còn nếu mà màu trắng thì bản lá nó to hơn, cái này có thể ra màu cam. Màu cam có thể nha. Cây nó này 250.000, 250.000 hàng thuần rồi nha, 250.000. Còn ngọc điểm mà dạng mà ký đó là ngọc điểm thái mà người ta xả giường thanh lý mới có giá này. Chị em đưa anh chị coi trên Shopee người ta bán cây tí xíu vậy nè,
tí xíu vậy này nha, em nói tới bằng bao nhiêu, bằng hai cái lóng tay của em á, là giá là 27-30 ngàn một cây. Đó là cây mô, cây mô mà nó nhỏ lớn lên 27-30 ngàn. Còn cái cây này trời ơi, hình như chị hỏi 165 ngàn cây á, anh chị là em tính 160 nha. Một cây 165 á, mới bán hai bữa thôi, em bớt anh chị giá 5 ngàn. Hoa rất là thơm, còn nụ cho mình chơi nha. Hai cây 160, em còn cây 160 nữa nè. Cái này cây một vòi này đã bị súng răng nhưng vòi này còn nguyên. Kỳ tiên bên cây má cây. 160 nha, em chốt cho chị Kiều Tiên một cây nha. Tiên một cây à, một cây à, hết rồi nha. Kít lát còn được mấy cây nè mấy anh chị. Từ từ đi em lên cho, kít lát còn mấy cây. Cái gì vậy? Thơm hả? Con trai. Con trai. Ê, còn hai cây, hai cái đơn của chị đây nè, hai cái vàng con trai nè. Rồi hai cây bên cam đi đời luôn. Cất hai cây này đó đi để cho chị. Có những cây gì nữa lên đi. Nhiều lắm chị ơi, em nói một like không có xin dê gì hết, em lên từ từ cho. Nhiều lắm. Còn cha còn hỏi giống mới thằng Linh thằng Linh. Chậu lớn một cây một thôi. Chiều Tiên một cây. Chiều Tiên một cây. Chiều Tiên có một cây à? Chị có một cây à? 260 dán xuống cho lên ngọc điểm giùm chị đi. Dán 260 rồi lên cái ngọc điểm. Ngọc điểm, ngọc điểm. Ngọc điểm ký á. Ngọc điểm ký nha. Mê quá mà nhà chị không còn chỗ treo luôn. Lấy cái nào nhỏ nhỏ gom lại đi, nó được nhiều chỗ. Này có ý tưởng gì? Xách giùm cái cân đi, để cân lại cho nó hảo khoảng nửa ký. Này cái bông nữa. Cái này một chùm với đây 200 ngàn nha mấy chị, 200 ngàn, 200 ngàn cho một chùm ngọc điểm nha. Còn cây thế này là 250, nuôi 2 năm rưỡi, nó bằng như vậy, khoảng 2 năm 2 năm rưỡi nha, nó bằng như vậy, 250 ngàn một cây. Rồi cân đây, cái cân đây cân nửa ký nè, cân cái này có phải nửa ký không? Em cân mão, em bán mão nha. Tại vì tới nhà mấy chị nóng mấy thùng mấy ngày, trong nó sẽ có cái khô nữa, nó nhẹ ký đi rồi. Cho nên là em bán theo mão nha, không có nói bán nửa ký nha. Nó khoảng nửa ký, hiện tại em đang cân khoảng nửa ký. Và cái này nè, rất là nhiều con trong này. Một con, hai con, có rất là nhiều màu. Hàng Thái, em nói nghe, nếu mà chị mua cái này là thường hay bán là hàng hàng rừng, chứ không được nhiều màu. Nhiều màu. Mà treo 3 tầng giờ không biết sao luôn. Trời đất ơi. Biết sao? Dựng nhanh gọn lẹ biết sao? Ngăn gian cái bảng bán lan. Treo cái bảng bán lan luôn là nhanh nhất. Giải quyết nhanh gọn lẹ, cây nào thích. Nhanh gọn lẹ. Xem hoài để nợ gì lan. Trời đất ơi, coi bạn coi chị đây. Anh yêu hả? Em yêu hả? Em cho anh chị cân ngọc điểm Cesaret, có cây có vòi nụ không? Có cây có vòi nụ. Để anh 1 ký ngọc điểm, chị em 1 ký ok, chị Thiên Hương quất ký luôn nè. 400 ngàn 1 ký về ghép phủ phê luôn. Này là anh chị sẽ không có trên thị trường bán cái này. Tại vì cái này là xả giường thanh lý, mà bao lâu mới được có cái giường, xả thanh lý anh chị? Không có nha. Bao lâu mới có? Hầu như là không có luôn á. Chỉ khi nào người xả trả giường mới có trường hợp bán thanh lý này thôi. Nha. Một cái thanh lý như thế này em lấy 1 ký cho chị, ký là 400 ngàn nha. Em cân ở đây 1 ký ngàn, tới với chị nó sẽ hao hụt xíu nha. Rồi.
đưa đưa cây cho các con cái đó. Cái này hai cái chùm là một ký đó chị, hai chùm như thế này. Có bọc gì? 400 ngàn. 400 ngàn nha. Mai kiếm sắt cắt cho chiều. Sát cho chiều. Cạnh tranh em hả? Có sao đâu. Về đem đập kế bụi tre mà còn trống chỗ. Dạ chị cho Hoàng Thí. Rồi em cho anh chị coi cái ngọc điểm nè. Ngọc điểm mới ghép nè chị, em sạch nè. Còn để trên cái Shopee nè. Cây nó nhỏ xíu xíu vậy. Em nói cây mô nha, còn cây này em bán cây lớn rồi. Mà người ta xả thanh lý mà cân ký, tức là anh chị tính coi 200 ngàn mà cả chục cây thì có nhiêu? Chưa 20 hai mấy ngàn một cây à, chưa được 25 ngàn nữa. Cho em đang nửa ký, ok đó. Mặt điểm mặt bông nó rất là nhiều màu. Nếu anh chị mua á, thông thường người ta bán là ngọc điểm rừng và bán dạng ký, nó chỉ có một màu thôi, trắng tím thôi. Còn cái này là hàng Thái, rất nhiều màu và trăm năm mới có một ngày. Em nói tới vậy để anh chị hiểu là cái đồ khan hiếm nó thế nào. À, là em bán xả giường, bán cho giùm người ta xả giường thì có một chút cái lợi nhuận xíu trong đó, nhưng mà cũng bản chất nó là bán xả giường nên mới có những cái màu bông như thế này. Nó sổ như vậy chứ hàng Thái không ai xả kiểu này. Nếu có thời gian em sẽ về ra chậu trồng từng cây như thế này, mình giống như bỏ ống heo á chị nè, mà người ta bán nè. Rồi chị em vô coi cái cây nó nhỏ cỡ nào. Mới coi à. Nè ngọc điểm chín ký, hàng rừng chín ký đã 800 ngàn ký rồi, hàng Thái chín ký mà bán giá này đó. Từ từ nha, 20 mấy ngàn, 20 mấy hàng cây. Mất cái file đó rồi, vô tầm bậy bạ chúng chửi chết nữa. Thôi mình không dìm hàng người khác, không nói bậy bạ chửi chết. Rồi em bán sao cứ vậy đi, cứ nói vậy đi. Em nói trăm năm mới có một mấy cái giai đoạn mà thanh lý như thế này nha. Rồi đi, lấy nửa ký cho chị hoa duyên, nửa ký cho chị luôn, khoảng nửa ký nha, khoảng nửa ký nha. Về chị nó có ao rồi. Hoa duyên là bút ráp nè, nửa ký cho chị hoa duyên nha. 200 ngàn anh chị, có 200 ngàn. Em trồng em không bán đâu, tại vì bán tiếp cho cái vườn đó, họ đang dẹp vườn để về Hồ Điệp mà tết đó anh chị. À, lên da da đen rô tiếp đi chị Văn Anh, chờ em xíu nha. Bán ngọc điểm như bao, nãy giờ có thấy chị Phượng bán ngọc điểm như vậy đâu, giờ mới thấy luôn. Đúng rồi, chị Vi Ngọc Thế Vũ một ký luôn 400 ngàn một. Bạn nhiêu đang cân nửa ký hả? Hơn nửa ký. Đây quay lên, quay cái cân lại coi. Rồi một ký luôn. Đây một, đây nguyên một chùm hết cái này thì mới 400 ngàn nha. Một chùm như thế này là hết, vậy là 400 ngàn. 400 ngàn cho chị gì nè? Một đống cho chị Vi Ngọc Thế Nguyễn. Hết rồi nha chị, ít lắm nha, còn ít nữa thôi. Giống bán cái gì, giống rau quá bên chị, bán lan như bán rau. Chị có thấy gì không? Rẻ. Ngô Hoàng Nhân nửa ký nha, nửa ký nha. Nó mất ký đó chị, em mất ký để hai bữa rồi á, nó mất ký đó chị ơi, không tưới luôn á, nên là về anh chị mới mất ký nha. Ngô Hoàng Nhân nè, Ngô Hoàng Nhân nè, 200 ngàn nha. Ngô Hoàng Nhân 200 ngàn. Nó tương đương khoảng nửa ký nha, nó hơi yếu xíu nha, do em bị mất ký nha mấy chị. Em về bó gì là nửa ký đó. Rồi, Ngô Hoàng Nhân à, Ceceres vòi nụ ok. Chị Dương Phương Dương, chờ em xíu luôn, cái em lên cho. Thêm nửa ký nữa, chị Ngô Hoàng Ân luôn, nửa ký nữa. Nói chung là em bán mớ bốn cột vậy nha mấy chị. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây 200 ngàn. 10 cây 200 ngàn. Mất ký gì lắm anh chị ơi. Một nửa ký cho, nó là 200 ngàn nha, cho Ngô Hoàng Ân là tổng là
hàng. Một ký 400.000. Chị Vân Bích nửa ký đi em, nửa Vân Bích cho chị Vân Bích 10 cây, hồi nãy em đếm là như 10 cây á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cây. Chị Vân Bích nha. 200.000. Bán lan như bán rau. Bán lan như bán rau. Gửi chưa chị Vân Anh? Từ Liêm Hà Nội, chắc là xuất đơn của chị rồi á chị ơi. Chị Vân Anh nhớ đặt cây gì em không nhớ, nếu có báo phí là có gửi. Nếu có báo phí là có gửi. Đây. 200.000 nha. 200.000 cho thế này. Đếm bao nhiêu cây 200.000 nha, bán mớ vậy nha, tại vì nó có mất ký rồi mấy chị. Mất ký rồi nha. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. 7 cây. 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11, 12 cây. Này nhỏ hơn nó 12 cây nha, 12 cây cho chị Huỳnh Ngọc Hưởng. Cho số điện thoại địa chỉ lên em với. Huỳnh Ngọc Hưởng ơi, em bán mớ nha mấy chị, nó sẽ yếu hơn nửa ký nha, em nói trước yếu hơn nha. Tại vì vườn nó cũng bó cho em một cục cục chị khoảng nửa ký. Xong rồi nó về đây em mấy hôm nay em chưa bán á, chị bán không kịp cho nên nó mất ký, rồi đóng thùng về mấy anh chị nữa, mấy ngày nữa sẽ mất nước, nó mất ký hơn nữa nha. Em bán mớ như vậy đó là 200.000, chứ để về anh chị cân không tới nửa ký lại khiếu nại em nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. 10 cây nữa chị khoảng nửa kế cho chị Nguyễn Vân, 10 cây là 200.000, bán lan như bán rau. Còn 2 ký nữa hết rồi anh chị ơi. Còn 2 ký nữa hết rồi, lên cái rổ đây luôn cưng. Hết chưa? Còn hết cưng. Chị làm sao có trường nữa. Còn ai nữa? Ngọc Nguyễn Thị nửa ký. Ngọc Nguyễn Thị nửa ký nè, em sót ở phía dưới rồi. Không thấy đường, mắt nó mờ rồi. Dạ cả rồi. Đây, chị Ngọc Nguyễn Thị khoảng nửa ký nha. Khoảng nửa ký. Em cân coi nè, đợi xíu em cân. Còn nữa không Lộc ơi? Còn Ngọc Nguyễn Thị đây. Được, chị Ngọc Nguyễn Thị nha. 200.000. Số mấy cơ? 57. 57 lận hả? Là tới 12 hả? Nguyên mẫn 1kg. Nguyên mẫn 1kg nè. Khoảng 1kg nha. Một lùm. Đó, một chùm. Một chùm. Đây, nghi mẫn nè. Một lùm 400.000. Một lùm cho nghi mẫn luôn nha, 400.000. Bán lan như bán rau. Trời ơi, bốn lan như bán rau. Nghi mẫn. Còn hết không? Còn sót ai nữa không? Mỹ Linh Vũ nửa ký nè. Nghi mẫn rồi, Mỹ Linh Vũ nửa ký nè. Khoảng nửa ký nha mấy anh chị. Nhớ giùm em nè, em bán khoảng nửa ký nha. Cao bịch mẫu quá, rút luôn đi. Nhỏ, có thằng nào dở ra đâu. Chị nói vậy, chị nói vậy. Có một đếm về mà đó chứ đâu. Cái chừng mới biết lại là cái ký tẩn chậu. Người Yến mới thấy nó đâu có thèm. Đây đây đây. Chị Ngọc Huy My Linh Vũ nha, 200.000. Chị My Linh Vũ 200.000. Là 287 thôi. Chị Vân Bích có chưa ba? 28. Chị Vân Bích có rồi, có đơn một tuần nay rồi vẫn chưa về. Nút cây luôn đi. À, còn ai nữa không? Chị có sót của ai nữa không? Coi giùm chị nè. Không thích nên không bán. Chị Nguyễn Vân chốt đơn rồi nhưng chưa thấy báo ship, vậy là đi hàng không được rồi đó. Chị Vân ở đâu đây? Bắc Từ Liêm. Cái đơn của chị gì mà chuyển khoản rồi tin gì ta? Phiếu hồi chiều này. Mới nãy chị đưa em đó là giữ lại cái phiếu để mai báo lại chị. Có một đơn đó hả? Cái đơn đó mai gọi điện báo khách nha. Đi gửi được rồi chị. Là ai?
hôm bữa là bấm rồi nhưng mà sau rồi không thấy cái bill, vừa lấy ra xả ra bán luôn, của người ta phải trả tiền lại cho người ta, chỉ cũng khoảng hết rồi đó. Bé yêu 1 ký nha, ok. Một đây. Bé yêu khoảng gần nữa, khoảng gần 1 ký nha anh chị, em cũng nói trước do nó mất ký nha. Bé yêu này, đây bé yêu nha, 400.000 nha, chốt cho bé yêu nha. Này là rất là nhiều màu anh chị, chứ còn rừng mình có một màu mà rừng nãy em lướt rồi anh chị, 800.000 ký anh chị, 800.000 ký. Cái này cột vô gốc mận được không? Được anh, được. Nói chung hàng thanh lý rồi chị, tương đối rồi chứ em không có nói cái đẹp nha. Nó rẻ quá, bán lan như bán rau rồi anh chị, thì nó không, đã thanh lý rồi ta dẹp vườn mới có giá này. Nếu mà hàng đẹp phải vài trăm ngàn anh chị, cho nên là em nói là bán mớ rồi, bán ký là anh chị biết rồi, gì dưỡng lại từ từ rồi nó lên lại nha. Gốc khế, gốc khế hả? Gốc là nó ăn thôi. Nó cây đó gốc là chết rồi đúng không anh? Nếu gốc chết thì chủ yếu là ghép cái nào cũng được, nhưng mà cái do cái lớp vỏ ở ngoài nó tróc thì rễ nó bám vào đó rồi nó rớt ra luôn, cho nên thường á nếu như vườn á thì là hay ghép vô gốc vú sữa, cái vỏ nó dày cái nó bóc ra xong bắt đầu người ta sẽ ghép trực tiếp lên đó, thì khi mà rễ nó bám vô đó nó không bị bông nó rớt ra. Người gốc ghép gốc khế, người gốc mận, rồi gốc băng cột nữa. Ghép nào ghép, nhưng mà ghép anh chị làm sao cái lớp vảy bên ngoài anh chị nó bay ra, đừng có để cho nó bám, giống như cây vú sữa mà anh chị phải cạo cái phần ngoài nó bông hết ra, nó khô anh chị, nó tróc ra thì chị ghép vô đó cái vỏ thì còn lại nó mới bám vô đó, chứ không thôi mình bám vô cái lớp vỏ chứ chừng nó bông cái lớp vỏ ra là nó rớt cái bắt công mình lại ghép lại. Còn sống hả? Ok, còn sống, sống như kiểu ký sinh nó cũng được, làm thử anh. Cái này hơn nửa ký rồi nè, thấy chưa? Không, hơn tới một lạng luôn, cái này hơn tới một lạng luôn, phải cân lại. Này đủ. Hồi có vòi luôn nè, có vòi hết hả? Có vòi luôn á anh chị, cây okay, có ngọng, nó ngọng luôn á. Tại vì nó có vòi mà. Đa số ở đây là cũng có ngồng luôn á anh chị, tại vì họ nhổ ra anh chị, nhổ ra dẹp vườn mà. Chứ trăm năm mới có một lần như vậy đó, thiệt luôn á. Nè, tại xíu lấy cái cây này ra cho bớt, chứ này tới 100 văn cái mày. Đây, nè anh chị nè, cây chút xíu nè cũng có ngồng nữa nè. Đang mùa nó ra vậy anh chị, ngồng nữa nè. Nè, ngồng nữa nè. Nha. Yeah. Em là chơi game đầu like. Thêm nửa ký cho chị Mỹ Linh Vũ nè. Mỹ Linh Vũ nè. Thêm một combo nè, 1 2 3 4 5 6. Combo này thì 1 2 3 4 5 6 7 cây. Cây này to hơn, nên là có vòi nữa, cà nó này nó to hơn cho nên nó ít cây hơn nha. Để Linh Vũ tổng cộng là 27. một ký 400 á chị Văn Dương, một bó rau rừng 200, lấy bó đẹp nha shop. Này rau Thái anh, rau ăn ở Thái Lan, rừng Thái Lan không phải bậy mày, cái phòng mô với lan mà. Dạ 287 cái đó là đủ á. Đủ. À. Lấy tì dư một bó rau rừng 200.000, rau Thái 200.000, ai ăn rau Thái 200.000, bó rau 200.000, quá trời rẻ, bán lan như bán rau. Bữa nay hên lắm mới mua được lan bất ký lô nha các bác, đúng chính xác. Em nói là người ta thanh lý mới có như vậy. Còn không, bình thường không có nhà vườn nào mà sách nhổ cây lan mà bán như thế này mấy anh chị. Nên chị đi rừng anh chị lấy về cũng là dạng quý hiếm mà cũng phải 800.000 ký với giá này. Này là bán là để mà chuẩn bị hồ điệp người ta về á. Ê không có lựa được chị ơi, người ta bán mớ như vậy nè.
em cũng bán mới cho mấy anh chị luôn nha, cây bán mới luôn mấy anh chị nha, cho nên là em cũng bán mới luôn, em không có lựa ra. Lựa ra là rất là khó, tại vì mình đã bán xô rồi, bán rau mà nha. Chưa biết trồng lan này luôn. Chưa rất là quốc hình ký rồi. Dễ lắm, ghép vô thôi. Để em kiếm lại cái video em đăng cho mấy anh chị cái cảnh người ta ghép lan. Tại vì lúc đó là 3 năm trước em tính em làm, em lên vườn đó ở Tây Ninh là. Chị Phương trước một bó lan rừng, ok. Chị Phương trước một bó lan rừng nha, 200 ngàn nha, 200 ngàn. Còn mấy bó nữa ngoài kia còn không Tương? Hết luôn nha, chính thức hết. 1, 2 bó, 3 bó, 4 bó, khoảng 5 bó nữa thôi anh chị, 5 bó nữa thôi, 5 bó nữa hết nha. Ngọc Điểm hả chị? Mấy bạn kia em nãy giờ em kêu rau đó, bán rẻ như bán rau nên cứ gọi là bó lan rau đó. Ở này nè, tới hơn nửa ký rồi mẹ. Này nửa ký hết rồi ha, khoảng nửa ký ha. Bán ra về 2-3 bữa rồi mà không kịp lên hàng, cho nên là nó mất ký thấy thương luôn. Em nói để 1 ký lô anh chị, qua đêm mất gần 200 gram anh chị tin không, 1 ký lô mất 200 gram. Cho nên giờ bán anh chị như vậy, em mảo anh chị là gần nửa ký, 450 gram. Nói đúng ra không cân nửa ký nha, tại vì em đã mất hết gần cả 50 gram này rồi, cho nên về đến chị nó sẽ hao 1 ký nữa, nó còn mất ký nữa, qua đêm tháng ngày nằm trong thùng nữa. Em bán mảo như này 200 ngàn nha, để về cân. Nói sao bán tôi mua 1 ký mà cân không đủ 1 ký là như vậy nha mấy chị. Em bán mảo nha, hay gì nâng giá lên vù lên để mà kéo qua phần hao hụt thì không làm vậy, em cứ bán như vậy thôi nha, cứ 200 ngàn một bó. Em còn 1 bó, 2 bó, 3 bó, 4 bó, 5 bó, 6 bó là 3 ký, khoảng 3 ký nữa thôi nha. Chị Văn Dương 1 bó nè, chị Văn Dương 200 ngàn một bó rau, 200 ngàn một bó rau lan, 200 ngàn một bó rau lan, 200 ngàn nhân mấy anh chị, 200 ngàn nhân là em hết nha, 200 ngàn cho một bó thế này, 200 ngàn một bó rau lan, cây to thì nó ít ký hơn, có những cây nó đang nhú vòi cũng có luôn nha. Nè, nhú vòi nè anh chị, em nói là đa số là nhú vòi hết, tại vì đang mùa của nó, ai rau lan, 300 ngàn một ký, ê nửa ký, 200 ngàn nửa ký, bị liệu tới rồi mệt quá anh chị, nói từ sáng đến tối mà. Nó cũng tới bến nó rồi đó anh chị. Em sắp tới bến rồi đó. Cái này nó hơi mày xếp cho nó đẹp đẹp xíu coi. Nhưng gì nó trái phải tùm lum hả? Đổi em bó đang cầm đi. Thích bó đó hả? Rồi, em thấy còn chưa? Tính nó xếp lại vậy mà nó cũng có nè, đổi cho chị nè. Dạ thích thì em thích nè. Nè, em tính xếp lại cho nó đẹp. Xếp lại cho đẹp. Đổi nè. Vô bán lan ký lô đắt lắm, đúng rồi. Biển nó lành hơn, nó bán vù à, còn em bán rề rề mà thôi kệ nó, cứ rề rề ha. Cái này 200 ngàn nó kêu em tèn tèn lấy tiền, lấy đâu lấy, bà đó nuôi quân thấy mẹ luôn đó. Đây cái này 200 ngàn bán cỡ em là nuôi quân rồi, còn không nổi đây, còn bán cỡ bé Yến còn mặt mày sống sót chứ bán như em là rồi đó. Kệ. Bó hồi nãy nhỏ anh muốn đổi em đổi cho bó to, cây to thì nó ít cây hơn, cũng nó trọng lượng cũng vậy, như cây to như cái này cũng có nè 1 2 3, anh hồi nãy như có 7 tấm cây gì phải, 1 2 3, em cân là khoảng 450 hơn xíu anh chị, chứ không có cân được 500, tại vì em đã mất ký hết gần 50 gram ở trẫm rồi. 3 4 5 6 7 8 9 cây, anh thích em đổi cho, đổi cây to đi sớm hả. Nè, thích anh lấy cây to, em lấy cây này cho anh nè, cân này rồi đúng không, đây đổi cho anh thì duyên đổi cây này nè, thích cây to thì ít con hơn nha, 1 2 3 4 4
5, 6, 7, 8 cây à. Nha, lấy cho anh nha. Đổi, là biết số luôn á trời. Đây, cái này của kia. Bó nào to, thật to không chị? Nó dày à. Nên lấy 2 bó đi, nãy nhập vô nó to thiệt to luôn. Rồi. Còn mấy bó rau mua đi anh chị. Muốn luộc, muốn làm gì nó làm nha. Bó rau làng. Rau làng, một bó 200 ngàn. Trời ơi. Chị ơi, lựa đẹp, tiền nhiêu chút. Em không có lựa ra thì chị bé yêu ơi. Tại vì em bán giày rồi, không có lựa ra. Đó, như vậy thôi nè. Anh chị nhìn nè. Em xè ra như vậy luôn nè. Đó. Này như là 10 cây á. 10 cây. Bó vậy chị ưng cái bó này em lên bó đây còn mấy bó nữa hết rồi. 1 2 2 3 4 bó nữa hết anh chị, còn 4 bó nữa nha. 4 bó nữa à, chị ưng cái nào thì em lấy cho mình nha. Đó 4 bó nữa nha. 4 bó để xa xa cho chị nói cho mà đưa cho to rồi cuối cùng mà gửi cái nhỏ đây nha. 5 bó, bó kia anh kia xả ra nữa, 5 bó nha. 200 ngàn bó rau, 200 ngàn bó rau. Mua rau làng 200 ngàn. Trời ơi. Ngày mai gửi xe Phương Trang em luôn nha, để lâu héo. Mốt mới gửi xe anh chị. Em thường 2 ngày em mới đi gửi xe một lần nha anh chị. Tại vì đi một lần rất là xa, gom đơn. 2 ngày bên em mới đi gửi đơn một lần, 2 hoặc 3 ngày. Không có đi gửi liên tục được. Cha ngày mốt dạng nghỉ rồi, mai cho dạng gửi xe. Mốt dạng nghỉ 3 ngày. Về quê. Đây, 200 ngàn nha. Còn 5 bó nữa rồi à, lấy đi anh chị 5 ngàn. Một bó số 1 nè. Bó số 1 nha. Rồi lên bó số 2. Bó số 2 200 ngàn. Bó số 2. Bó số 2 200 ngàn, cây to xíu nên ít cây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Cây to xíu ít cây. Nè vòi nè anh chị. Vòi nè. Có vòi bông hết nha. Nè vòi bông. Nói chung là đa số là có vòi hết nè. Nhưng mà cái vòi này không biết anh chị có dưỡng được không. Tại vì mình đã nhổ nó ra rồi nên là sợ mất nước. Còn thanh lý nhiều lắm. Tới chết cha gần 11 giờ chưa lên thanh lý. Có thanh lý nữa nha. Ăn bơ không? Mai sai đem qua. Mà trời ơi chị ơi. Cảm ơn chị cô. Yến nó đòi á cô. Mà nó chuyện quê rồi. Có bà hỏi ăn không phải mình. Trời ơi cô ơi. Cảm ơn cô nhiều. Nhưng mà vất vả vậy. À, chị ơi xả giùm em nha. Tặng xứ có phải đẹp xấu ngại lắm. Ok không sao ạ. À? À, không mình lấy chậu đẹp 250. Chậu đẹp có hàng 250. Xả cho chị bé yêu nè. Số 2. Combo này số 2. Số 1, số 2. Số 3. Như thế này, số 3. Cái này nó nhỏ hơn nữa. Nó nhiều con hơn nữa, nó nhỏ hơn nữa nha. Số 3. Thôi lấy 3 cái thôi. Bữa là còn sống, chờ bữa nay chín luôn trời, tội nghiệp cổ. Yến mi không chịu lấy. Đã không, bữa nay nó về quê rồi đó chị. Như chị cô. Quánh, cô quánh nó đi. Nó đòi cô đó. Người ta bữa cô cho thì người ta nhận sống đi về để dành người ta ăn. Không đâu. Rồi, bà cha nó đi về quê rồi đó cô. Bữa nay em mua chậu 250 rồi chị, ok chị. Quý lắm cô, hơi vất vả vậy. Thơm Thảo tấm lòng cảm ơn cô rất là nhiều. Mà vất vả cô được có đi bệnh dịch đi tới lui nữa cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. À, trâu này mình trồng vỏ thông được không? Được á chị. Vỏ thông được nha. Vô cái chậu chị trồng từng cây đó ra. Rồi em còn có 5 cục nữa à. À chị nào có lấy nha. Rồi em qua dòng khác xem. Muốn xeo gì? Không biết đâu rồi đợi em bán nữa. Hả? Em còn mấy cây bà liễu nè anh chị.
còn ba chồng bà Liễu nè. Giá 2,5 nha, hết chỗ trồng treo em hốt nữa. Chị Phương Huy đây, 220.000 chỗ da da, giá không có hề xây xích nhiên một lùm thế này. 220.000 chỗ da da, hàng chơi tết luôn á chị, chơi dài tới tết luôn nha, ngắm hoa bài tới tết luôn nha. Còn cái sọt ở trong đó là không biết của ai luôn á, không có sọt hết á. Bữa chốt cho ai Lộc biết không Lộc? Cái sọt kế bên này là của ai đó? Lên hàng khác em lên da da. Ờ, của ai ạ? Nghỉ đi Nai ơi. Nghỉ đi Nai. Chụp vô group rồi hỏi cái ai ghi cái đó. Hỏi quán trừ ai cái đó để biết lấy ra ra đơn. Có khách gọi điện chốt á, có phải chị Nguyên Lê không? Hỏi cái trong sọt đó, chụp nguyên cái đó. Xin pallet chậu lớn không em? Còn chậu. Em còn một chậu nè. Pallet chậu lớn em còn một chậu để em lên cho. Cái này 250 nha anh chị nào có chốt cho ra 220. Xin lỗi 220. Bán triệu. Cây trong hội người ta bán 1,2 triệu anh chị. Cây trong hội bán 1,2 triệu nha. Em còn một chậu như thế này. Chiều bán chậu kia nhiêu con là ta? Chậu này 40. À 40. Rất là đủ. Chậu này 450. 450 nha. Này Yên báo giá thấp quá. Chốt em cây ngọc điểm 200 nha. Chọn cây đẹp nhé, cái đó 250. Chọn một cây à. Chọn một cây 250. 200 đó là cái một lùm, còn nếu 250 chị, 250 cho em lấy cái cây nó đẹp đẹp xíu. Có nhiều thân, nhiều lá chứ. Chị Vân Anh chốt cây violet. Nhà đó bán lỗ vốn luôn. Còn thân là nó chắc đúng. Cây này 250 nè, 250. Còn anh chị lấy ký hồi nãy á, là khoảng tầm 8 tới 10 cây là 200.000. Da da đẹp quá trời luôn. Mai đi mua cái gì? Cái bếp phun nha. Em bán sale nha, bắt đầu tiếp một sale nha. Cái đó là 1,2 triệu. Để nó gãy. Kít lát còn được mấy cây anh chị? Kít lát còn được mấy cây nè. Xanh bít nha. Xanh bít. Hàng đẹp. Hàng đẹp nha mấy anh chị. 210.000 một cặp. Anh lấy chị lấy lẻ 120. 210.000 một cặp nha. 210.000 một cặp thế này. Đang vòi xanh bít 210, anh chị lấy cặp này em tính chị 200.000. 100.000 cây. 100.000 cây nha. Cây đẹp nha mấy chị, cây to nha, không phải cây ngấy nha. Ok chị. Cây đó 250 chốt chị Hồng Gấm nè. Cây ngọc điểm Hồng Gấm 250. Thôi ơi, Lộc ơi. Chốt cây ngọc điểm Hồng Gấm 250 cho chị Hồng Gấm. Ngô Hồng Cẩm 250 nha. Cảm ơn chị. Xanh bít này 200.000 anh chị, 201. Sale còn 200.000, tính chị 200 luôn một lùm. Anh chị nè, ghép hai cây như thế này. Ghép hai cây như thế này. À, để ghép. Mình không có cái thiếu ghép đó. Cây thế này anh chị là có 200.000 thôi. 100.000 cây 200.000 nha. 100.000. Anh chị lấy lẻ là 120 đi. Chốt giùm em nha, đang vòi bông nha, đang có bông nha.
ba lít gặp cho hai cây giáng xưa luôn nhé. Ok chị Nguyễn Văn Anh, lấy cho chị thêm hai cây giáng xưa 45.000 cây, hai cây. Chị lựa hai chiếc bích ngọc hai chậu da da đẹp luôn. Ok chị, em lựa hai chậu đều luôn cho đẹp. Hai cây giáng xưa 45.000 cây cho chị Nguyễn Văn Anh nè, em cảm ơn chị. Chị Bích Ngọc lựa cây da da, hai cây da da đẹp cho chị luôn. Một cây. Một cây. Thì đây hai cây đều đều luôn, hai cây đều cho chị luôn. Hai cây cho chị Nguyễn Văn Anh 220.000 chậu. Trời ơi, nó lùm. Nó lùm, nó vòi di chích luôn nha. Nè hai cây cho chị nha, 220.000 một cây. Hai cây cho chị Nguyễn Văn Anh, em cảm ơn chị. Quá trời đẹp, quá đẹp, quá xuất sắc. Một chậu đẹp thôi. À, ok em đọc lộn. Nó mà mắt tới vậy luôn á chị. À, chậu vào bông luôn. Em còn chậu da da nha. Lấy cây nhiều hoa. Chị Thúy Võ lấy cây này nha, cũng 220 đồng giá đó. Chốt cho chị Thúy Võ nè, mới nở nè. Chị được không? Chứ còn nở bung nè không có nha. Này chơi Tết luôn nha. À, chị Bích Ngọc lấy một cây à. Dán lên. À, chị em nhầm rồi. Em nhầm rồi là sao? Chị Nguyễn Văn Anh nói gì? Chị Thúy Võ lấy một cây cho chị Thúy Võ nè. À, lúc nãy chị chốt ra hai cái giảng xưa mà chị lại đọc da da. Nghe các chị nghe. À không, da da là của chị kia, chị Bích. Ừ, ok chị ok, của chị là... À, em đọc với lộn nhưng mà em đưa cây đúng nha, của chị hai giảng xưa với một pellet. Nó bị chạm rồi đó chị. Trời. Lấy xanh bích nhiều hoa. À, chị Thanh Kim một cây da da lâm. Ok chị Thanh Kim một cây da da. Rồi lấy hai cái xanh bích nhiều hoa cho chị luôn. Một cây đẹp ghê chưa? Quá xuất sắc. Quá xuất sắc luôn. Chị Kim Thanh, Thanh Kim một cây da da 200. À, xanh bích nhiều hoa. Lấy mẹ một cây là 120 nha chị. Đâu rồi cái xanh bích của chị đâu rồi? Còn hai cây lấy hết cho em hai cây đi, lấy lẻ 120 rồi. Còn cây 80 à, chị lấy hai cặp đi, em bán theo mà. Dạ chị Thúy Võ một cây nè, 120 nha. Chị Thúy Võ một cây. Nè, lấy cặp đi. Không chịu lấy lẻ là 120 đó. Cây ra có giá trị đâu? Cây ra giá trị đâu? Cây da da chị đâu hả? Không lấy da da. Ok. À hiểu rồi, lấy xanh bích. Xả cái da da của chị Thúy Võ 137, xả cái da da. Cây chị cho chị Bích Ngọc 148 coi lại cây. Ok chị. Cây của chị nè. Chị Bích Ngọc á nha. À 148 cây của chị nè. Lùm chưa? Ừ. 137 cưng, 148. Xả hả? À, xả cái đó xả. Đợi em xíu, em lấy cái cây của chị Bích Ngọc lên cho coi nha. Chị Thúy Võ là một cây xanh bích nha, 120. Đây. Chị của chị Bích Ngọc. Vòi. Quá trời vòi nha, quá trời vòi luôn. 220.000 cho chị nha. Cây của chị nè. Rồi. Em lên cây khác cũng đồng giá 220.000. 220.000 một giá một. 220.000 anh chị nào chốt giùm em 220.000 cho kẹo da da như thế này. Hàng thân cao một lùm đã thuần như thế này, anh chị đừng có chê bỏ dừa nha. Thuần như vậy là rất là khỏe luôn, cây cực kỳ khỏe luôn. Dùng một từ cực kỳ khỏe luôn anh chị. Anh chị thích về trồng bỏ thông hoặc để nguyên như thế này, ngắm bông và đến Tết luôn. Chốt da da cho chị Thí Nguyễn, em cảm ơn chị Thí Nguyễn 220.000. Cho em xem hồ đẹp phía sau. Hồ đẹp phía sau như thế này anh chị, là giá 175.000 một cây. Dưỡng hoa, dưỡng cho chị có bán thuốc dưỡng cây không?
Có, em bán combo combo mập thân tăng trưởng 105.000 một combo nha. Cây thế này là 175.000 anh chị, 175.000 cho cây thế này. 175.000. 175.000 một cây hai ngòng bông như thế này. Rồi. Cho chị Văn Ly một cây da da đẹp. Ok, chị Văn Ly luôn. Chị Văn Ly chắc có nở nở lên xíu nhưng mà nó cũng không nở nhiều nha chị Văn Ly. À, lấy cây nụ. Hết rồi hả? Không á. Da da chị thấy còn hả? Bán hết rồi hả? Lấy cái trồng rổ ra đi, cái thằng cô kia nó trả lời chưa? Ừ. Lấy cho chị Văn Ly ra chậu đi. Có em bán, có bán chậu nha. Em có size chậu 50 nữa. Thằng kia nó có hỏi không? Ừ. Đây, em chốt cho chị Văn Ly 220.000 em còn ha. À, hai chậu chị Văn Ly, một chậu này còn hai chậu nha. 220.000, 220. Có bán chậu, có thay, có bán chậu mấy anh chị nha. Có cho chậu nha, có chớp không mà bị bắt mà. Đây. 220.000. 220.000 anh chị, để chốt thì chốt giùm em nha. Em có một cái chậu da da chớp, đợi xíu em lên cho. Đây. Đây cái này 220.000, còn hai chậu, chậu này chậu số 1. Chậu số 2 sẵn em lên luôn cho. Rồi, hết nha. Hết lô da da 220.000, đứt lô nha mấy chị. Đứt lô luôn nha. La da về đóng nanro anh chị, về bột vai lá vàng này là bình thường nha mấy anh chị. Nha, nó rất là nhiều lá nên về lá bình thường. Cây này cây số 2. Còn đúng hai chậu là đứt lô, anh chị nào có lấy thì lấy giùm em nha. Cây này cây số 2, 220.000 cho một chậu như thế này. Không biết bao nhiêu là vòi bông, em không đếm vòi luôn anh chị, nhìn thấy chi chít. Rồi trong chơi Tết luôn nha. Một chậu da da cho chị Huệ Lành, sẵn tiện tay em lên luôn. Còn chậu cuối cùng nha, một chậu cuối cùng 220.000, chị Huệ Lành bút ráp. À, cho em chậu 30 giả gỗ. Ok chị, 30.000. Hôm nay em có về cái size chậu 50 luôn anh chị, có size chậu 50 nữa. Chậu to thì to luôn cũng khó nha, bữa anh chị hỏi em á. Cây này 220.000, giá thể anh chị, rễ nó phúng lên anh chị. Nhìn rễ đã chưa? Trồng nè, chị trồng mà chết là em đặt khen hay luôn á, thực sự là nó rất là khỏe. Nhìn rễ nè, trời ơi. À. Chị Huệ Lành thích cây nở, ok, lấy chị Huệ Lành cái này đổi. Cưng ơi. Đổi. 296. Mới xuống luôn á. Ok, em đổi cho chị rồi. 11 giờ mấy rồi ba con ơi. Còn chậu nha anh chị, còn chậu, rước giùm em luôn đi hết luôn. Em chưa coi giá nữa chị, su su đợi em hỏi. Đợi em coi giá xíu nha. Cho cái giá dễ nhớ luôn, đợi em coi cái giá xíu. Thì mới vào, mới khiên vô chiều nên là em cứ coi giá nè. Nào vậy? Vàng hả? Giờ đi đạp xe hả? Đợi em lấy xíu nha. Coi cái giá đã. Không nhớ giá nhập. Đợi xíu nha. Chậu to chậu 50.000. Chậu size 20, 20.000. Chậu size 30, 30.000. Chậu size 50, 50.000 nha. Vậy cho dễ nhớ đi. Ra cái giá cho dễ nhớ. Bây giờ nhiều giá, nhiều hàng không nhớ. Ừ.
50 thì năm bà cha mày tao quýnh mày thấy tiếu, giờ mày còn bác lỗi 50.000 nó không chịu, nó kêu phải 50. Cho chợ Gia La còn lại luôn nha. Ok, cảm ơn chị Thanh Kim. Chị Thanh Kim rước luôn, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, rồi chị Bích Ngọc ơi, chị Thanh Kim chị comment trước rồi, chị lấy luôn rồi nha. Đẹp, 9-10 không à, đừng có đổi, hết hàng rồi. Cho em xem chậu đi. Lộc Lê ơi, lấy 3 cái size chậu cho chị Lộc Lê ơi. Xã Bà Liễu, chị Thí Võ hả? Ok chị. Xã Bà Liễu, em có một cây chớp nè. 500.000. Đây. Hai màu. Cái này chớp, còn cái này trắng tím, cây hai màu nha. 500.000 chậu này. 500.000 chậu này. Một cái chớp bên này. Chớp lem bên này chị, không chớp lem nha. Đây. Hai màu. Hai góc, cái này nó hép ra hai góc hép lại. Đây, chớp lem nha. 500.000 chậu này. 500.000 chậu rất là đẹp. Hai màu bông. Cưng chưa? Rất là cưng. Và chớp nữa. Hai màu nữa. Đấy, bao nhiêu rồi? Ha, rất là đẹp. Cưng ghê, đẹp. Chậu đó không biết sao đóng thùng luôn hả? Nhập cái chậu đó không biết sao đóng thùng luôn kìa. Để xuôi lại. Không, người ta lấy một hai cái. Cái này 500.000 nha mấy chị. Chớp nha. Rồi, em lên cái chậu nè, ba size chậu nè. Mới về thôi. Em mua rồi một chậu rất là dày. Đây. Rất là to, rất là dày, thành rất là cứng, chắc chắn. Thiết kế rất là đẹp mấy anh chị, thiết kế rất là đẹp. Chậu nhỏ nè. 20.000. Chậu trung. 30.000. Chậu đại. Size 50. 50.000. Nói vậy cho dễ nhớ đi thì em ra giá vậy luôn. 50, 30 và 20.000 nha. Ba size chậu. Mới về, hôm bữa nay chị hỏi em riết nên em mới về đó. Có mấy cây kít lát còn sót lại anh chị, em bán luôn nha. Kít lát sổ chớp, anh chị nào hôm bước là chốt hết rồi đó. À, lẻ là 100.000 một cây, lấy 3 cây là 270. Kít lát sổ chớp, tỷ lệ sổ chớp rất cao. À, em chuyển toàn bộ về vườn hết rồi. À, đúng ra lô 2 là lô đầu tiên là có 30 mấy cây thôi, anh chị gọi điện chốt giận nhau. Là lô sau em phát hiện ra cũng cách mấy ngày thôi, xong rồi em tính chuyển về vườn. Xong rồi để chia lại cho anh chị hai thùng á. Yến bán hết rồi. Còn lại em cho về vườn sáng nay hết rồi. Cho nên là về vườn để mà sổ chớp nha. À, còn ít, còn mấy cây mà rớt đơn lại anh chị không đi được, để cho mấy anh chị thôi. Giá 3 cây là 270.000 3 cây. 10 chậu size 30 chị Kiều Tiên, ok chị. Cái lá sổ chớp nha. Sổ chớp, tỷ lệ sổ chớp thậm chí lên đến 20%. Em bán năm trước á, lúc ở kho cũ bên kia á, em bán khoảng 600-700 cây á anh chị. Lúc đó là có một cây chớp và cây không chớp ở trong tay. Xong rồi bán hết sạch lô, còn mấy cây cuồn lại á. Xong đem về vườn. Làm cái chớp mình bắt tiêu luôn. Cái chớp kia lắm. Rồi mình bán cái chớp kia lắm thì đi đâu? Bán rồi, bán cho chị Thảo đó. Cây 2 triệu, lúc đó 2 triệu. Bây giờ đã là 6 triệu rồi. Cái chớp đó trên thị trường bây giờ 6 triệu rồi.
như giờ thì 6 triệu rồi. Chị Loan hôm bữa là 4 triệu là sau dịch 4 triệu, bây giờ đã 6 triệu rồi. Em 10 cây xong là còn lại đúng khoảng 10 cây á, 10 mười mấy cây, sổ 7 cây một lượt. Tỷ lệ mà cây là cuốn 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 luôn á, rất nhiều khách em đăng lên tường, anh chị vô tường bên em coi sẽ thấy rất nhiều anh chị đã mua cái lô của hôm trước Tết đó, năm trước á, là sổ rất là nhiều. Rất nhiều người sổ trúng chớp. Giá thị trường giờ đã 6 triệu rồi. Lúc em bán năm mấy em đâu biết đâu, thì cứ nhập vô mà nhích lên tí xíu là mình bán có cây có 2 triệu. Xong rồi trước dịch đó là ở dưới vườn là đã bán giá 4 triệu rồi. Và bây giờ 6 triệu. Mặt bông. Nó mệt tới chị, tới giờ nó lên đồng nó mệt rồi đó. Mai trong buổi sáng nha. Ok, 3 cây đậu quá ha. Mai giao, sáng mai giao, trong buổi sáng thôi. Đậu 3 cây, đậu 3 ơi. 3 cây 3 màu. Cây 3 màu á, nó nằm ở phía sau á. À, nằm phía sau á anh chị. Em cho anh chị coi cái mặt bông của kít lát mà khi nó sổ chớp. Đợi em xíu nha. Thôi còn bao nhiêu toàn bộ em đã cho về vườn hết rồi, cho vườn xe tải chiều nay hết rồi, cho nên có mấy cây trong thùng mới khui ra, còn sót lại mặt bông của cái lát khi sổ chớp rất là đẹp và giá trị đó rất là cao, màu tông đỏ vàng rất là đẹp nha. Kit lát nha, rất là nhiều anh chị đã sổ chớp ra rồi, sổ chớp ra rồi nha. Mặt bông cái lát sổ chớp, nó tỷ lệ sổ chớp rất là cao. Em chuyển hơi vườn hết rồi, hàng anh chị 1 năm nữa nha. Không tới năm đâu, 6 tháng à. Nhưng ra mấy chỗ lớn lớn. Ba cây 270, lấy lẻ 100 ngàn một cây. Chị Hà Lan ba chậu Tokyo ghé lấy. Ok chị ơi, còn 1, 2 cây, 3 cây, 3 cây lấy giống nha mấy anh chị, không có giống nha, không có giống. Em nói tiếng câu là không có giống là anh chị biết rồi đó. Gom hết lô rồi, đang chuẩn bị thanh toán tiền cho ta hết lô á. Ơi nguyên lô mấy trăm cây ạ. Chia anh chị hết, Yến bán là 300 mấy cây, là anh chị chia hết 300 mấy cây rồi, em còn khoảng 200 mấy nữa hết rồi. 3 kít lát cho chị Nguyễn Văn Anh, 1 cây cho chị, 2 cây, 3 cây 270 nha, 3 cây 270, 3 cây 270, giá không sale, hàng này không sale, tuyên bố 1 cây anh chị để đây cũng không sale, cuốn cuốn vậy chứ nó ra chớp không đó.